Đọc truyện Thứ nữ hữu độc Tác giả Tần giảng Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 274 Cá lớn mắt câu Thái tử một đường sông vào trong Bùi hậu kinh ngạc nhìn qua, trong ánh mắt xẹt qua một chút giá lạnh cùng trào phúng, nàng mở miệng nói, "Vì sao không thông báo?" Thái tử chấn động, lập tức cúi đầu, không mình hành lễ, tham kiến mẫu hậu. Doanh Sở bên cạnh lặng lặng nhìn thái tử, xảo diệu che giấu sự khinh miệt ở đáy mắt. "Đúng, khinh miệt, thái tử rất rõ ràng cảm giác này, không biết từ lúc nào hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy ánh mắt doanh sở nhìn mình vô cùng khinh miệt." mà kiểu nhìn này chỉ có ở những vị thượng giả nhìn những con người yếu đuối vô năng một doanh sở nhỏ nhoi như thế lại dám xem thường thái tử đương triều bất quá là ỷ vào ân sủng của mẫu hậu mà thôi thái tử lại bùng lên ngọn lửa tức giận hắn lạnh lẽo nhìn doanh sở khinh thường quay đầu nói mẫu hậu nếu có chuyện gì đều có thể cùng nhi thần thương lượng cần gì phải tìm người ngoài doanh sở là tâm phúc của bùi hậu có thể nói là phụ tá lại có cái gì không thể thương lượng lời nói này của thái tử bất quá là giận lẫy bùi hậu cười lạnh cùng ngươi thương lượng ta cho ngươi cơ hội còn ít sao một lần rồi lại một lần tín nhiệm nhưng ngươi hồi báo ta như thế nào thành việc thì ít hư việc thì nhiều ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như thế nào thái tử trên mặt xẹt qua một chút lo âu hắn đem cảm giác này che giấu rất nhanh cung kính mà nói mẫu hậu, nhi thần biết sai, sau này nhất định mọi chuyện sẽ nghe mẫu hậu khuyên giải, tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Bùi hoàng hậu sớm đã nghe chán những lời này, nàng biết thái tử cũng không phải không có tài cán, chỉ là đối với những loại tâm tư xảo quyệt không có bao nhiêu kinh nghiệm. Mới luôn bị Lý Vị Ương cho vào bẫy, cho nên nàng mới đưa cho doanh sở, ở phương diện này, doanh sở sẽ không khiến nàng thất vọng. Về phần thái tử càng phải đem tâm tư để ở việc chính trị, không cần để cho tỉnh vương chui vào chỗ trống. Cho nên, nàng quơ quơ tay nói, không cần. Chuyện này ta sẽ cùng doanh đại nhân bàn bạc, ngươi trở về suy nghĩ cho tốt nên làm thế nào để khiến cho phụ hoàng ngươi vui vẻ là được, chuyện khác cứ giao cho hắn đi. Sắc mặt thái tử so với vừa rồi còn khó nhìn hơn, hắn biết bùi hoàng hậu nói như vậy là có ý kêu hắn lui ra. Nhưng hắn lại cố chấp đứng tại chỗ không nhúc nhích làng môi cơ hồ miếm thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt bùi hậu dần dần càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn thoáng qua doanh sở đang lẳng lặng đứng trang nghiêm ở bên cạnh, nói, doanh sở, ngươi lui xuống trước đi. Doanh sở khẽ mỉm cười, hướng bùi hậu cùng thái tử hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Khoảnh khắc đóng cửa chính kia, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống sau lưng thái tử, mang theo vẻ kỳ dị cùng trào phúng, sau đó cửa mới nhẹ nhàng đóng lại thái tử rùng mình. Vô thức quay đầu nhìn về cửa, sau đó mới quay đầu lại, nhanh chóng tiến lên hai bước nói, mẫu hậu, người vì sao lại tin tưởng hắn như vậy? Bùi hậu lạnh giọng, nói, hắn có khả năng thay ta làm việc, cho nên các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Lãnh liên không khỏi thở dài, một người như thế lại là thái tử đương triều, nghĩ đến vừa rồi ánh mắt hắn nhìn mình cực kỳ nồng cháy, trong lòng nàng nóng lên, lập tức lại lạnh xuống, đối phương là thái tử còn mình chẳng qua là một quân cờ thân bất do kỹ mà thôi lý vị ương nhìn nàng vẻ mặt khác thường nhưng chỉ mỉm cười nói vị thái tử điện hạ này tuy nói mỹ nữ bên cạnh như mây chính phi có một người trắc phi còn có bốn người càng miễn bàn vô số cơ thiếp xinh đẹp nhưng đều không được sủng lãnh liên nghe đến đó trong ánh mắt xẹt qua một chút lĩnh ngộ nàng nhìn lý vị ương thần sắc cố gắng lạnh nhạt thật không rõ ràng chính là cổ vũ lý vị ương tiếp tục nói tiếp nhưng lý vị ương là hạng người cỡ nào biết rõ nếu như móc quá sâu đối phương sẽ hoài nghi nếu móc quá nông đối phương lại không mắc câu đang câu cá cho nên nàng đưa mắt nhìn sang nguyên liệt nói sao lại không thấy thức ăn đâu hết thế này trả lại có được không nguyên liệt nhịn cười lập tức đứng lên nói ta sẽ đi sắp xếp hai vị chờ một chút nói xong hắn dĩ nhiên mỉm cười rời đi lãnh liên gặp đề tài này rẽ ngang không khỏi nôn nóng lý vị ương lúc này mới quay đầu lại trong tươi cười mang một chút tiếc nuối nói đáng tiếc ta thấy hắn vừa rồi nhìn ngươi bằng ánh mắt giống như là thập phần có ý chẳng qua thân phận của ngươi lý vị ương nói tới đây cũng lộ ra bộ dáng khó mà mở miệng lãnh liên chấn động có chút suy nghĩ nói đúng ha nếu hắn biết thân phận của ta chỉ sợ sẽ bị chấn động các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 275, dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Thời gian sau đó, Liên Phi đều luôn rầu rĩ không vui. Lý vị ương nhìn thấy nhưng lại phản phất như không thấy, từ đầu đến cuối đều không hỏi han nửa câu, như là không có hứng thú. Nguyên liệt cực kỳ thông minh, hắn nhìn thấy Lý vị ương cục mắt xuống, liền biết đối phương nhất định đang mưu tính gì đó ở trong lòng, hắn lại càng thêm ân cần, phân phó người nhanh chóng đi xuống gọi một nhóm vũ cơ tới biểu diễn. Nhưng bất luận không khí trong nhã phòng có náo nhiệt thế nào. Nhóm vũ cơ biểu diễn đặc sắc ra sao, Liên Phi trước sau đều buồn bực không vui. Rời khỏi tiệc trụ trở lại xe ngựa, Triệu Nguyệt dâng lên hai chén trà, Lý Vị ương mân mê miệng chén, dương mắt nhìn lãnh liên chỉ nâng chén trà, không biết đang nghĩ cái gì, bộ dáng ung dung xuất thần. Lý Vị ương mỉm cười nói, từ lúc bắt đầu đến giờ ngươi đều rầu rĩ không vui không biết là nguyên do gì lãnh liên không ngờ đối phương đột nhiên mở miệng vội cả kinh ngẩng đầu lên nhìn nàng ngượng ngùng nói không có gì chỉ là ta nghĩ đến một ít chuyện đã qua có chút cảm khái thôi lý vị ương dường như không hiểu tâm ý của đối phương thiên hạ vốn vô sự chỉ người tự phiền não ta còn cho rằng ngươi là do nhìn thấy thái tử điện hạ phong tư tú mỹ không cẩn thận động phàm tâm. Lý Vị Ương nói lời này không có chút nào trào phúng, nhưng lãnh liên nghe thấy cũng cảm thấy ghê sợ. Nàng kinh ngạc nhìn chầm chầm đối phương, chừng nửa buổi cũng không có nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh sợ, thật lâu sau. Thần sắc của nàng mới chậm rãi hòa hoãn, miễn cưỡng cười nói, Gia Nhi, ngươi không cần chọc ghẹo ta, ta đã được gả đi, lại sớm đã sinh hạ hài tử, bất quá là nửa lão từ nương mà thôi, làm sao lại dám mơ mộng với thái tử điện hạ đây nàng nói như vậy lý vị ương lại nhẹ nhàng cười trên đời có nửa lão từ nương xinh đẹp như thiên tiên như vậy sao nếu lãnh liên thực chưa động tâm cần gì vừa rồi luôn rầu rĩ không vui nếu như lúc này nàng nhắc tới đề tài này cũng có nghĩa là nói lãnh liên bị người mê hoặc một là sẽ lập tức giận dữ hai là lập tức từ chối lại nói lên dụng ý của mình bởi vậy bây giờ nàng đang kiệt lực khắc chế nội tâm, ra vẻ không thèm để ý, lại không ngờ nàng kia đôi mắt trục rịch ngóc đầu dậy đã bán đứng tất cả. Lý vị ương nhẫn nhơ nâng chén trà, dựa người vào ghế nệm ở phía sau, tươi cười ấm áp nói, lãnh liên, ngươi và ta là bằng hữu nhiều năm, trước mặt ta lại có cái gì không thể nói đây. Lãnh liên nhắm mắt lại, nàng đang tự hỏi, Lý vị ương là một người cực thông minh lúc trước mọi chuyện của mình từng bước đều được đối phương tính toán nếu không có sự phò trợ của nàng mình cũng không thể nhanh chóng đứng vững trong cung như vậy nhưng bây giờ nàng ta đã không còn là quận chúa lại là đại tiểu thư của tề quốc công phủ nếu nàng có ra tay giúp mình mình làm sao dám tiếp nhận đây trên đời này không có chuyện gì mà không cần trả giá bây giờ mình có thể làm gì đây nghĩ đến đây nàng mỉm cười nói quân tử không nói bóng gió, ta rất rõ ràng mấy ngày nay ngươi ở trước mặt ta làm nhiều trò như vậy là có ý gì. Vừa rồi hành động của ta cũng tỏ rõ tâm tư của ta rồi, còn có gì cần phải nói nữa sao? Người thông minh chính là người thông minh, Lý Vị Ương từ tốn cười, nếu như là người khác, sợ rằng nàng thực sự phải phí một phen công phu, nhưng lãnh liên dù sao cũng khác với người thường, nàng không chút che giấu giả tâm cùng hư vinh của mình, so với nữ nhân làm bộ làm tịch tốt hơn rất nhiều, thích vinh hoa phú quý thì có cái gì không đúng? vì sao lại không dám thừa nhận? đích xác, trên đời này rất ít nữ nhân có khả năng kháng cự tiền đồ tốt đẹp. đi theo thái tử việt tây còn tốt hơn làm thái phi đại lịch rất nhiều, lãnh liên nếu lựa chọn như vậy cũng có đầy đủ điềm tĩnh cùng tự tin. lý vị ương nhẹ nhàng đem chén trà đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó thản nhiên nói: người đã thừa nhận tâm ý của mình ta cũng không vòng vo, ta có thể giúp ngươi, chẳng qua. Lời của nàng còn chưa dứt, lãnh liên đã trợn to đôi mắt khổ sở động lòng người, lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương nói, chẳng qua ngươi có điều kiện, phải không? Quả nhiên không cần vòng vo, nói một câu đối phương liền biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm thanh lệ, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta với ngươi đều giống nhau, đó chính là không tin tưởng vận mệnh, cho nên ngươi cùng ta có thể ở cùng một phía. Trên đời này không có chuyện gì là không cần trả giá, điểm này lãnh liên ngươi không phải sớm đã biết được sao. Lãnh liên nói, trả giá lớn như thế nào ta đều không sợ. Thiên hạ này đã không cho ta đường đi, ta đành phải dựa vào bản thân mở một con đường, ta không tin ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả một chút kết quả đều không có. Đối với lãnh liên mà nói, nàng đích thực đã từng vì vinh hoa phú quý bán đứng lý vị ương, nhưng kia lại có sao? Các nàng đều hiểu rõ, bằng hữu vốn là để lợi dụng, nếu người này đối với nàng không có giá trị lợi dụng liền sẽ một cước đá văng ra, nhưng chỉ cần cùng chung mục tiêu, thì có thể vui vẻ ngồi xuống uống chén trà, không phải lại là bằng hữu sao. Lãnh liên tin tưởng mình như thế, Lý Vị Ương cũng là người như vậy, các nàng đều là người điển hình cho chủ nghĩa công lợi. Lý Vị Ương quả nhiên cười nói, nhìn về ngoại hình. Người tiếp cận thái tử thật có lòng tin. Lãnh liên cười một tiếng, sống ở trong cung lâu như vậy, những cái khác có thể không có, nhưng về nhìn người, ta vẫn có chút tự tin. Vừa rồi ánh mắt thái tử nhìn ta rõ ràng đã động tâm, ánh mắt này ta đã thấy rất nhiều dĩ nhiên chết lặng, nhưng ngươi không phải là có chủ ý này sao? Lý vị ương luôn là người làm những chuyện không tưởng, nếu đổi là người khác đem một thái phi đưa đến bên cạnh thái tử Việt Tây, đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào? Lý vị ương nhìn chầm chầm đối phương, không tệ. Ta thấy thái tử hắn đích xác là thập phần động tâm với ngươi, đáng tiếc ngươi thiếu một cái bối cảnh thanh bạch. Hắn bất luận ra sao cũng không thể lưu lại hoàng phi của hoàng đế đại lịch, ngươi nói có phải không? Sắc mặt lãnh liên hơi trắng bệt, nàng biết lý vị ương nói không sai. Ngay cả thái tử đối với nàng có chút tình ý, và nàng cũng có vô hạn lòng tin có thể lấy được tâm ý của thái tử, nhưng nàng lại không có cách nào che giấu thân phận của mình đừng nói nàng đã từng là hoàng phi đại lịch ngay cả gia cảnh tầm thường sợ rằng thái tử cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận bởi chuyện này sẽ tổn hại đến danh dự của hắn lý vị ương vừa nói xong câu này không khí nhất thời ngưng lại triệu nguyệt giật mình khi nhìn thấy cảnh này nàng không nghĩ đến tiểu thư nhà mình lại có chủ ý này đưa lãnh liên tiếp cận thái tử chuyện này vớ vẩn cỡ nào thiên hạ mỹ nữ không thiếu tiểu thư vì sao lại chọn lãnh liên, càng miễn bàn nàng đã từng gả đi. Dù sao chỉ là một quả phụ mà thôi, Lý Vị Ương nhìn lãnh liên, thần sắc thoải mái, muốn che giấu thân phận. Trên đời này không ai có thể giúp được ngươi, ngoài ta. Lãnh liên trong lòng khẽ động, trong mắt giấy lên một tia sáng, không sai, nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ những người khác của quách gia đều biết thân phận của ta. Lý vị ương miễn cười nói, điểm này ngươi yên tâm tất cả đều sẽ thần không biết quỷ không hay chỉ cần ngươi có bản lãnh khiến cho thái tử đối với ngươi nói gì nghe nấy chờ đến khi chân tướng bại lộ bọn họ biết thì làm sao cũng đã muộn rồi lãnh liên nhìn lý vị ương nàng càng không hiểu rốt cuộc trong lòng nữ tử này muốn làm cái gì nàng tĩnh lặng làm như suy nghĩ tới đề nghị của lý vị ương thăm dò ta nghe nói thái tử điện hạ cùng tề quốc công phủ ngươi là kẻ thù lâu năm người các ngươi ủng hộ ác hẳn là tỉnh vương, vì sao đột nhiên muốn ta tiếp cận thái tử đây? Đến tột cùng là ngươi có chủ ý gì, chẳng lẽ muốn ta đi làm gian tế sao? Lý vị ương cười, lãnh liên, ngươi không nên hiểu lầm, không phải ta để ngươi tiếp cận thái tử, mà là ngươi chủ động nói ra ý nghĩ muốn thân cận với thái tử. Ta chỉ là nể mặt tình cảm cùng thân phận của ngươi nên mới giúp ngươi một tay thôi. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương, nàng đương nhiên hiểu rõ lời nói của đối phương đều là giả, nhưng cũng không lật tẩy, biết rõ đây là cạm bẫy nhưng lại tràn đầy dụ hoặc, kim quang lấp lánh, nếu như làm không tốt sẽ tan xương nát thịt, nhưng nếu như làm tốt thì sao đây? Cũng là một con đường tươi sáng, vinh hoa phú quý cùng quyền lực. Nàng suốt đời đều mạo hiểm, lần này vì sao không thể? Lý vị ương nhìn vẻ mặt của nàng, cười nhạt. Nói, chuyện này không gấp, ngươi có thể dành chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, thì tới tìm ta cũng không muộn. Lãnh liên thật lâu sau không có nói chuyện, sau khi trở lại quách phủ, nàng xin miễn mời mọc của A Lệ công chúa vui vẻ, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. A Lệ hiếu kỳ hỏi, Gia Nhi, nàng ấy làm sao vậy? Từ bên ngoài trở về lại buồn như vậy. Lý vị ương nhìn cánh cửa khép kín kia, trong tươi cười lại có thâm ý, có lẽ nàng ấy có chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thật kỹ chúng ta đừng đi quấy nhiễu người ta a lệ hồ nghi nhìn lý vị ương lại nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt kia càng không thể lý giải ba ngày sau đêm đã khuya lý vị ương vừa mới chuẩn bị đi ngủ lại đột nhiên nghe thấy liên ngẫu bên ngoài tới đưa tin tiểu thư lãnh cô nương cầu kiến đuôi lông mày lý vị ương nhẹ nhàng nhếch lên trên mặt mỉm cười nói cho nàng vào đi chỉ chốc lát, đã nhìn thấy Triệu Nguyệt dẫn lãnh liên đi vào. Dưới ánh nến, lãnh liên tựa hồ trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt xinh đẹp lung linh kỳ ảo. Trên mặt son phấn nhẹ nhàng, so với lúc trước nhan sắc càng thập phần kiều mị. Lý vị ương nhìn thấy tất cả, muộn như vậy, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Đôi mắt lãnh liên phút chốc sáng lên, cắn chặt răng nói, ba ngày trước, lời của ngươi nói còn được tính không? lý vị ương khẽ công khóe môi gò má trắng nõn hồng nhuận con ngươi sáng long lanh tất nhiên là còn ta đã nói cho ngươi thời gian suy xét hiện tại ngươi đến đây hẳn là đã suy xét rõ ràng lãnh liên ngồi bên cạnh nàng nghiêng đầu nhìn triệu nguyệt nói ta có chuyện muốn nói riêng với chủ tử của ngươi triệu nguyệt nhìn lý vị ương đối phương hướng nàng khẽ gật đầu triệu nguyệt liền lập tức lui ra nàng ở ngoài canh chừng không cho bất kỳ người nào tới gần căn phòng này Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương nói, ta đã cẩn thận suy nghĩ kỹ đề nghị của ngươi, nhưng ta cũng có lời muốn nói. Lần này đích xác là có người cố ý muốn ta tiếp cận ngươi, hơn nữa phải tìm mọi cách tiến vào phủ tề quốc công, chẳng qua quyết định kế tiếp của đối phương là gì ta cũng không biết. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không cần nghĩ lấy được tin tức gì từ ta hoặc để ta ra mặt chỉ chứng người kia. Lý vị ương gật đầu, con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nói, không ngại, điểm này ta sớm đã đoán được. Lãnh liên tim đập mạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Lý Vị Ương, thì ra ngươi đã sớm biết, lại luôn cố ý ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Lý Vị Ương cười nhẹ, từ tốn nói, ngươi cùng ta đều am hiểu đạo lý này, cần gì lại trách ta. Đúng là không thể chiếm được tiện nghi gì từ đối phương, lãnh liên than thở một hơi, nói, ta cùng người kia không có giao dịch gì. Chẳng qua hắn bắt hút nhi uy hiếp ta cho nên ta không thể không nghe theo lệnh y, dựa theo phân phó của hắn tiếp cận ngươi. Kỳ thật chuyện về thác bạc ngọc kia đều là thật, ta cũng không nói dối ngươi, chẳng qua giấu giếm chuyện hút nhi bị lạc thôi. Lý vị ương nhẹ nhàng nói, thác bạc hút thực ở trong tay đối phương sao? Lãnh liên lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt mang chút tự dẻo, ngươi cho rằng ta là nữ tử ngu xuẩn sao? Lúc đem hút nhi ra khỏi kinh đô, ta đã lặng lẽ lệnh tâm phúc đem hút nhi giấu đến một hộ nông trại, ngược lại đổi với một hài tử tuổi sắp xỉ hút nhi rồi vội vàng lên đường. Hài tử kia là do ta sớm mua tới, ta biết nếu có người biết thân phận của hút nhi nhất định sẽ nghĩ cách lợi dụng hắn, bởi vì trước mắt, hắn là người duy nhất có thể dùng để đối kháng thác bạc ngọc, ta làm sao có thể để hắn bạo hiểm. Không phải vì bảo hộ thác bạc hút, mà là muốn lưu lại đường lui mà thôi lý vị ương nhìn thấu tâm tư đối phương gật đầu lãnh liên quả nhiên là lãnh liên ở trong hậu cung rèn luyện nhiều năm như vậy khiến cho nàng ngày càng giỏi giang thông minh lanh lợi có thể lừa được người khác lại nghe thấy lãnh liên tiếp tục nói cho nên lúc đối phương tìm tới ta sớm đã đem hút nhi giấu đi bọn hắn mang đứa bé kia đi với ta không có chút quan hệ huyết thống gì nhưng lúc đối phương nhắc tới ngươi ta không khỏi động tâm chỉ cần ta có thể tiếp cận ngươi là có thể thoát khỏi cuộc sống trốn chạy, vinh hoa phú quý cũng sắp tới, không phải sao? Con mắt Lý Vị Ương tĩnh lặng, thái độ thập phần nghiêm túc, ngươi nói không sai, mượn tay đối phương bình an tới việc Tây là một chủ ý tốt, tương kế tự kế thôi. Lãnh liên từ sâu trong đáy mắt như đang toan tính, tuy rằng ta không biết thân phận của đối phương, nhưng ta biết bọn hắn nhất định có thể lợi dụng ta để đối phó ngươi, ngay từ đầu ta đem tất cả dấu giếm không nói cho ngươi, chỉ là ta đang nghĩ phải tìm cơ hội thoát khỏi thân phận này. Bởi vì ta biết nếu ta không đáp ứng bọn hắn, những người này sẽ không tha cho ta, chỉ có vào quách phủ, ta mới có thể bình an vô sự. Lý vị ương chớp chớp đôi lông mi, cười ranh mảnh, nói, hiện tại ngươi đã thay đổi chủ ý sao? Lãnh liên trong lòng hơi run sợ, trên mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, đúng, ta đã thay đổi chủ ý. Nếu dựa vào bọn hắn, hãm hại ngươi, ta có thể nhất thời bình an nhưng lại không thể có được cuộc sống vinh hoa phú quý như trước là tuyệt đối không thể ta nhất định phải tìm chỗ dựa vững chắc cũng đúng thôi nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận mình nhất định phải dựa vào lý vị ương mới có thể từng bước một bò lên trên nếu không thân cô thế yếu lại còn bị người khác trình mò làm sao có thể có cơ hội đây lý vị ương biểu tình lãnh đạm thái tử chính là mục tiêu kế tiếp của ngươi lãnh liên khẽ gật đầu tự tin nói chỉ cần cho ta một thân phận thích hợp ta có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận hắn hơn nữa đem hắn chặt chẽ nắm trong tay chuyện này đối với ngươi mà nói không phải là một chuyện tốt sao theo ta được biết thái tử cùng tỉnh vương tranh đấu với nhau cũng luôn châm chích tề quốc công phủ nếu ta ở bên cạnh hắn có lẽ có thể giúp được ngươi hiện tại ngươi đề xuất điều kiện của mình đi xem ta có thể đáp ứng được hay không Lý vị ương tươi cười thập phần bình thường, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi tiến vào phủ thái tử, trở thành người không thể thiếu đối với hắn, chỉ cần thành công ly gián quan hệ giữa thái tử cùng bùi hậu là được, đây chính là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi. Lãnh liên nhíu mày, nói, thật chỉ đơn giản như vậy. Lý vị ương mỉm cười, nói, chỉ đơn giản như vậy. Ta không cần ngươi vào phủ thái tử để làm gián điệp, cũng không cần ngươi chủ động trợ giúp ta thậm chí sau khi vào phủ thái tử, ngươi cũng không cần liên hệ với ta, gặp mặt cũng coi như chưa từng quen biết, chỉ có ly gián quan hệ giữa thái tử cùng bùi hậu, điểm này ngươi nhất định phải làm được. Lãnh liên nhẹ nhàng cười, nếu nàng thành công tiến vào phủ thái tử, tất nhiên sẽ tìm mọi cách để trợ giúp thái tử giành được ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể giúp lý vị ương đây. Đây là một nghịch lý. Lý vị ương chắc hẳn cho rằng nắm được thân phận của mình trong tay, muốn mình vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó lại không suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần thành công đem thái tử chặt chẽ nắm trong tay sớm muộn cũng có một ngày mình sẽ không cần sợ bị nàng uy hiếp nữa lãnh liên trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại cười nói nhưng còn người đưa ta tới việt tây bọn hắn biết thân phận của ta lý vị ương thần sắc thông dong nói đúng nha bọn hắn biết thân phận của ngươi chỉ là thái tử chưa hẳn là biết hai điều này khác biệt rõ ràng lãnh liên hồ nghi nhìn lý vị ương nàng vô thức mà nói ngươi làm sao có thể đảm bảo thái tử sẽ không biết chuyện này lý vị ương nói ta có thể cam đoan với ngươi hiện giai đoạn này thái tử cái gì cũng đều không biết về phần sau này hắn sẽ có phản ứng như thế nào cái này phải xem năng lực của ngươi dù sao lấy lòng nam nhân vốn là sở trường của ngươi lý vị ương biết vị thái tử này có không ít đam mê kỳ lạ Ví dụ như người ở Đông cung xá có một vị thê tử thập phần mỹ mạo. Thái tử liền đem cô gái kia chiếm thành của riêng, đương nhiên nói với người ngoài là nữ tử ấy bị bệnh chết. Nhưng nữ tử ấy lại xấu hổ và giận dữ vô cùng. Cuối cùng nhảy hồ tự sát trong hoa viên tại phủ thái tử, bí mật này nguyên liệt sớm đã phái người tìm hiểu. Tuy rằng thái tử đã giải quyết tốt hậu quả, nhưng trên đời này không có tường không bị gió lùa hắn còn dám xuống tay với phụ nữ đã có chồng. Như vậy lãnh liên, đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn tính là cái gì. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương tiếp tục nói, chúng ta đã nhất trí, vậy thì có thể hành động nhanh chóng rồi. Lãnh liên cau mày nói, ngươi muốn làm như thế nào? Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, đưa lên tận cửa. Người khác chưa chắc cảm thấy hứng thú, không bằng lạc mềm buộc chặt mới là xảo diệu lãnh liên nhìn lý vị ương càng phát giác được chính mình tự hồ như vừa bước vào cạm bẫy của đối phương a à, lý vị ương là người thông minh như vậy làm sao có thể để thâm hụt tiền trong mua bán đây sợ rằng sau lưng nàng nhất định đang ẩn giấu một bí mật gì đó nhưng rốt cuộc là cái gì đây nàng đem mình đưa đến bên cạnh thái tử chỉ vì muốn ly gián quan hệ giữa bùi hậu cùng thái tử thôi sao nếu dễ như thế nàng đại khái có thể khiến người khác đi làm thiên hạ mỹ nữ nhiều vô số cũng không phải chỉ có một mình lãnh liên nàng nàng ta nhìn chúng mình đến tột cùng là vì cái nguyên do gì lãnh liên suy đi nghĩ lại trong lòng càng thấp thỏm nhưng dưới ánh nến lý vị ương vẫn tươi cười bình thản thần thái dịu dàng khiến cho nàng sẩn tóc gáy không sao áp chế được toàn bộ sợ hãi đời người không thể lúc nào cũng đều có cơ hội nàng không muốn lại vào trong cung làm thái phi không quyền không thế kia Nàng nhất định nắm lấy cơ hội này, mặc kệ phía trước có cái gì. Chỉ cần đến bên cạnh thái tử, nàng sẽ có thể một lần nữa có lại tất cả mọi thứ. Ép buộc hay tự nguyện cũng tốt. Sau khi Lãnh Liên đánh cược đáp ứng Lý Vị Ương, nàng đích xác là không biết chính mình lại bước vào trong một thế cục như thế nào. Đưa Lãnh Liên ra ngoài, Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ thật là không hiểu người vì sao lại chọn lãnh liên. Thân phận của nàng ta không tầm thường. Tương lai nói không chừng sẽ có phiền toái lớn. Lý vị ương cười nói, hiện tại thân phận của nàng ta có lẽ có chút phiền toái. Nhưng tương lai sao? Ngươi nên nhìn xa một chút. Dựa theo sắp xếp của Lý Vị Ương, kế tiếp lãnh liên mỗi ngày đều sẽ cùng nàng đến chùa miếu, trà lâu, tử quán, thưởng lãm vùng trung du. Mỗi một lần trên mặt nàng đều đeo khăn che mặt, người khác chỉ biết đó là cháu gái của quách phu nhân, lại không biết nàng đến tột cùng là có dáng vẻ như thế nào. Mà lúc này người của thái tử vẫn âm thầm theo dõi, lại ngại hộ vệ trong phủ tề quốc công quá nhiều không thể dễ dàng động thủ, chờ đến năm ngày sau, cơ hội rốt cục cũng tới. Lý vị ương cùng húc vương không biết sao lại rời khỏi lãnh liên, để nàng một mình trong tiệm trang sức. Trong lúc lãnh liên hứng trí cẩn thận lật xem cây trâm cài trong tay, ông chủ ân cần tiến lên nói, vị tiểu thư thật là có mắt nhìn kiểu dáng này bây giờ rất thịnh hành lãnh liên nhẹ nhàng cười cũng chỉ có mặt hàng này thôi sao ta thấy tỷ lệ vàng cũng không phải rất tốt lão bản kia đầy mặt cười làm lành tiểu thư nếu chê cái này không tốt mời vào bên trong nhã gian ngồi ta sẽ sai người đi lấy những thứ tốt nhất cho cô nương xem hết thảy trong tiệm vàng đối với quý nhân họ luôn mời vào nhã gian sau đó trưởng quầy sẽ tự mình đem những trang sức quý giá đưa qua cho các nàng thưởng thức. Đây cũng là chuyện thường thấy, lãnh liên không nghi ngờ gì hắn, gật gật đầu, cùng tỳ nữ đi vào nhã gian. Ông chủ vội vàng liếc mắt ra hiệu với người ở phía sau, thấp giọng nói, chuẩn bị hành động. Chương 275, dòng nước xiết bắt đầu khởi động, hai, sau khi lãnh liên vào nhã gian không lâu, vừa mới uống hai hớp trà, đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong lòng cả kinh, lập tức trước mắt tối đen, cả người mất đi ý thức. Tỳ nữ vội vàng tới xem kỹ, nhưng không ngờ từ trong nhã phòng đột nhiên có thêm mấy tên hộ vệ, bắt lấy các nàng, không lâu sau, Lý Vị ương tay sách đầy bánh ngọt, trở lại tiệm vàng, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy lãnh liên, không khỏi kỳ quái nói, trưởng quầy, vị bằng hữu của ta đâu rồi? Chưởng quầy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vị tiểu thư đeo khăn che mặt vừa rồi mới đi ra cửa về hướng đông lý vị ương sửng sốt lập tức làm như lầm bầm lầu bầu nói nói nàng ấy ở chỗ này chờ ta như thế nào lại tự mình đi trước ở đây phần lớn nàng không có quen thuộc nguyên liệt lại ở một bên mỉm cười nói nàng ta đi đường chúng ta đi ngựa khẳng định tốc độ sẽ nhanh hơn nên nhanh chóng đuổi theo đi ngàn vạn lần đừng để mình nàng ta bị lạc đường lý vị ương cười nói cũng không phải đi một mình còn có hai tỳ nữ nữa đấy nàng nói xong liền cùng nguyên liệt rời đi làm như thật cho rằng lãnh liên là đợi không nổi mới tự mình rời đi ông chủ nhìn bóng lưng bọn họ cười lạnh một tiếng về phần lãnh liên nàng bị cầm tù trong biệt viện của thái tử từ khi lọc lòng tới nay đây là đêm dài nhất đối với nàng nàng bị giam giữ tại một gian phòng hoa lệ lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhất chắc chắn là bị người khác dùng mê dược nàng lắp bắp kinh hãi vô thức trừng to mắt cảnh giác, quan sát động tĩnh chung quanh, đáng tiếc mãi cho đến khi trời sáng cũng không thấy một bóng người. Vào lúc này, cửa đột nhiên được mở ra. Nàng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thấy được đây là bốn tỳ nữ khoảng 14-15 tuổi mới yên lòng. Tỳ nữ cung kính nói, mời tiểu thư trang điểm, điện hạ có mời. Lãnh liên nhìn vào gương còn không nhận ra được mình, miễn cưỡng trang điểm, bốn tỳ nữ phía trước dẫn đường, sau đó một đường đi qua hàng cây liễu, nàng được đưa vào bên trong một nhã phòng, các tỳ nữ đều lui ra. Sau đó nàng liền thấy một nam tử bận hoa phục ngồi ở chính giữa nhã phòng ấy, nam tử kia thập phần tuấn mỹ, trên người tỏa ra một loại ánh sáng khiến cho người khác lóa mắt. Lãnh liên sửng sốt, nam tử trước mắt chính là thái tử điện hạ ngày đó nàng gặp tại tử lâu. Mỹ Nam nổi tiếng nhất chính là Húc Vương Nguyên Liệt, thái tử tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng phong lưu phóng khoáng thái tử đưa mắt lên từ tốn nhìn đối phương lãnh liên cùng ánh mắt thái tử vừa chạm trong lòng không khỏi run lên hắn ra hiệu nàng ngồi xuống mặt tươi cười hôm qua việc làm của ta với nàng quả thật là lỗ mãn vô cùng hổ thẹn mong rằng tiểu thư rộng lượng bỏ qua nhìn thấy thái độ chân thành toát lên từ gương mặt tuấn mỹ như vậy làm cho sự tức giận của lãnh liên toàn bộ tiêu tán nàng mở miệng nói ngươi bắt ta giam giữ ở đây đến tột cùng là có dụng ý gì thái tử nói bất quá là mời tiểu thư tới làm khách thôi khẩu khí của hắn cực kỳ bình thản không có chút ý tứ xin lỗi gì cả lãnh liên trong lòng âm thầm nghĩ tới lý vị ương quả nhiên tiên đoán không sai nhưng trên mặt lại tức giận nói ngươi đây là muốn giam cầm ta thái tử ung dung đáp không phải giam cầm nàng chẳng qua là mời nàng ở lại chỗ này vài ngày trên mặt lãnh liên phản phất lộ ra chút hoảng loạn nói vô duyên vô cớ vì sao phải ở lại ngươi giữ ta ở đây đến tột cùng là có dụng ý gì ta là con gái nhà lành ngươi nếu có mưu đồ ta sẽ cắn lưỡi tự sát chết trước mặt ngươi thái tử kinh ngạc nhìn nàng nói ta sẽ không cưỡng ép bức bách tiểu thư cho rằng ta có thân phận gì làm sao có thể dùng biện pháp ti tiện như vậy để lấy lòng nữ nhân lãnh liên biết rõ đạo lý lạc mềm buộc chặt không khỏi trầm giọng nói ngài thân phận tôn quý mà ta lại dung mạo thô kệch tất nhiên ngài không để trong mắt hy vọng ngài có thể thương hại thả ta trở về thái tử lớn tiếng cười nói đã tới đây ta sẽ không cho nàng đi nói xong hắn đứng dậy nhìn đối phương nói ta sẽ chờ đến khi tiểu thư cam tâm tình nguyện lúc này ở trước cửa phủ quốc công lý vị ương xuống xe ngựa cô gái che mặt một thân y phục trắng tinh, thanh nhã đi theo phía sau nàng vào cửa, mật thám thấy vậy lập tức trở về bẩm báo. Thái tử cười lạnh một tiếng, bất quá là sợ xấu mặt, làm tổn hại đến danh dự nên làm bộ làm tịch mà thôi. Không cần để ý. Hai ngày sau đó, lãnh liên lại một lần nữa nhìn thấy thái tử, thái độ của hắn rất khác thường. Đôi mắt đỏ bừng, tự hồ thập phần bi thương. Lãnh liên không khỏi thăm hỏi, điện hạ có tâm sự sao tại sao lại như thế này thái tử chỉ cười một cái nhưng trong nụ cười ấy hiện lên sự mỏi mệt cùng chán ghét lãnh liên là người rất nhạy cảm và tinh tế nàng cảm thấy thái tử nhất định có rất nhiều tâm sự quả nhiên thái tử kích động nói trên đời này vì sao lại có người mẫu thân nhẫn tâm như vậy nàng nói cho ta biết đi vì sao người tình nguyện thân thiết cùng một tên thái giám cũng không chịu tin tưởng nhi tử của mình ta mới là cốt nhục thân sinh của người nhưng bất luận là đối với ta an quốc hay lâm an người đều không có nửa điểm từ ái ta biết mình không đủ hoàn mỹ nhưng ta đã cố gắng hết sức ta không tiếc làm tất cả mọi chuyện để khiến cho người được vui tìm mọi cách ngồi yên ở vị trí thái tử này nhưng người lại đối xử với ta ra sao từ nhỏ đến lớn người chỉ nói với ta ba câu người như thế nào lại ngu xuẩn như vậy vì sao ta phân phó cho ngươi chút chuyện cũng đều làm không tốt. Còn có một câu cuối cùng chính là cút. Nàng nói xem người thực sự là mẫu thân của ta sao. Có lúc ta rất hoài nghi không biết người thật sự có trái tim hay không. Thậm chí ta còn hoài nghi mình có thật sự là nhi tử của người hay không. Ta còn nghĩ có lẽ ta chỉ là do cung nữ nào đó sinh ra. Rồi được người nuôi dưỡng, nhưng nếu ta thật là con trai ruột thì người cũng không thèm quan tâm, chẳng nhìn thấy được ưu điểm gì của ta. Lãnh Liên nhìn đối phương, nàng có cảm giác thái tử đang cực kỳ phẫn nộ, hô hấp kịch liệt, Lãnh Liên vô thức quay mặt qua chỗ khác. Thái tử lại nâng mặt của nàng lên, thống khổ chăm chú nhìn nàng, nói: "Dung nhan mỹ lệ như vậy, giọng nói nhu hòa như vậy, mỹ nhân đặc biệt như vậy, thật là thế gian hiếm thấy." Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy nàng không giống những nữ nhân khác nàng có thể nói cho ta biết, mẫu hậu vì sao lại đối xử với ta như vậy không? Lúc này người trước mặt nàng không phải là vị thái tử cao cao tại thượng trước đó, cũng không hùng hổ, dọa người như khi ở trước mặt Lý Vị Ương mà hắn bây giờ có vẻ vô cùng đau buồn cùng bi quan. Lãnh liên than thở, thái tử thân phận tôn quý, chờ đợi hắn phía trước là vô cùng vô tận vinh hoa phú quý. Vì sao hắn lại thương tâm như vậy? Thái tử đột nhiên buông tay, lui về phía sau một bước ta biết nàng không có cách nào cho ta đáp án trên đời này căn bản không ai có thể cho ta đáp án trong mắt mẫu hậu vạn sự vạn vật nếu không có công dụng đều là đồ bỏ chỉ muốn trừ khử hết để khỏi phải chướng mắt ta cũng giống như vậy đợi có một ngày nếu ta chắn đường của người chắc người cũng sẽ lựa chọn diệt trừ ta hắn nói tới đây ưu tư cũng dần dần bình tĩnh trở lại lẩm bẩm mẫu hậu thật sự là lạnh lùng như vậy ai có thể cứu ta lãnh liên nhìn đối phương quả thực là kinh ngạc tới cực điểm thái tử đột nhiên chảy nước mắt một nam tử phong thần tuấn lãng như vậy lại thống khổ trước mặt nàng lãnh liên trong lòng khẽ động nàng không nghĩ đến con cưng của thiên tử lại vì không được mẫu thân yêu thích mà đau lòng như thế nàng vô thức kéo lấy thân thể đối phương vòng tay qua đầu hắn trên mặt hiện lên một tia mỉm cười bất tri bất giác Thái tử ngủ thiếp trong lòng nàng, lãnh liên mê man nhìn thái tử, chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng vớ vẩn. Chờ đến khi thái tử tỉnh lại, phát hiện mình giống như hài tử được lãnh liên ôm vào trong lòng. Không khỏi khó xử, quẩn bách, hắn vội vàng giải thoát, khôi phục lại vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng như trước. Kỳ thật hắn bắt giam lãnh liên, ban đầu bất quá là vì mê hoặc vào sự mỹ lệ của nàng. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy trên người thiếu nữ này mơ hồ có một thứ khiến hắn mê muội nhưng lại không nói rõ ra được có lẽ là một loại tâm linh hấp dẫn loại cảm giác này hắn trước giờ đều chưa từng được nếm trải qua với bất kỳ nữ nhân nào trong phủ tề quốc công nhìn thấy triệu nguyệt dở khăn che mặt xuống nguyên liệt cười cười hướng lý vị ương nói ta đã phái người tìm hiểu qua thái tử quả nhiên đem lãnh liên giam giữ trong một biệt viện ở ngoại ô Lý Vị Ương uống một ngụm trà, mới thản nhiên nói, nhìn thấy được là thái tử thật sự rất thích nàng ta. Trong ánh mắt nguyên liệt có chút nghi ngờ, nói, lãnh liên tuy rằng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng thái tử những năm gần đây gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, nàng vì sao lại nghĩ hắn nhất định sẽ nhìn trúng lãnh liên đây. Lý vị ương thản nhiên nói, thái tử yêu thích mỹ nhân chuyện này cũng chẳng hề kỳ lạ gì. Nhưng dạng người nào mới có thể hấp dẫn được hắn lâu dài đây? chàng suy nghĩ kỹ một chút về thân phận của lãnh liên đi nàng ta không phải là nữ nhân tầm thường nguyên liệt cẩn thận suy nghĩ một phen mới nói là phi tử của tiên hoàng đại lịch cũng là mẫu thân của thác bạc hút lý vị ương cười nói đúng hắn là mẫu thân của thác bạc hút đây mới là điều quan trọng nhất thái tử đó giờ luôn không được bùi hậu quan tâm lo lắng lại không hòa hợp với doanh sở mấy ngày gần đây hắn bị cô lập không được làm bất cứ chuyện gì tất nhiên sẽ vô cùng buồn tuổi và thương tâm mà lãnh liên thác bạc hút không ở bên cạnh nàng lại mất đi trượng phu che chở mất đi tất cả vinh hoa phú quý nàng cũng cần gấp một người để chia sẻ lấy lại cho nàng những thứ đã mất đi đưa hai người như vậy hợp cùng một chỗ không phải là củi khô gặp lửa không phải sẽ cháy rất mạnh sao nguyên liệt nghe thấy mớ lý luận vớ vẩn ấy cơ hồ không thể tin được hắn lắc lắc đầu càng nghi ngờ nói ta không rõ đây chính là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân hắn vĩnh viễn chỉ chú ý đến kết quả lý vị ương cũng không gấp gáp ngược lại chậm rãi nói chàng có nhớ có một lần chàng nói cho ta nghe một tin tình báo không nguyên liệt nâng cầm lên mắt chớp chớp ta đưa cho nàng nhiều lắm đâu phải chỉ có một đâu lý vị ương liếc hắn nói một tình báo về thái tử chàng quên rồi sao Nguyên liệt cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cả kinh nói, nàng nói là, Lý Vị Ương gật đầu, còn tốt chàng không có quên. Lúc ấy chàng đưa cho ta ghi chép hành tung trong một ngày của thái tử. Hắn mỗi ngày sau khi rời giường. Đầu tiên là đến thư phòng phê duyệt văn kiện, sau đó uống trà, dùng điểm tâm sáng. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó hắn sẽ ăn một chén nhung hưu, chờ đến giờ thì hắn sẽ uống một cốc nhân sâm, buổi trưa vẫn dùng cơm trưa bình thường. Những thứ này đều không đáng để lưu ý, nhưng trong khi dùng bữa sáng và bữa trưa, hắn luôn dùng một loại thuốc bổ đặc thù, đó là sữa người. Tình báo của chàng còn nhắc đến mỗi tháng phủ thái tử sẽ chiêu mộ những nữ nhân nuôi con bằng sữa mẹ vào phủ, sau khi cho thái y kiểm tra qua. Lựa chọn những người khỏe mạnh nhất, mỗi ngày đều cho các nàng ăn thịt cá, sau đó mới cung cấp sữa tươi mới cho hắn. Nguyên liệt cao mày nói, ta nhớ được cái này, lúc ấy ta còn cười nhạo hắn còn chưa dứt sữa nhưng vậy thì sao bất quá chỉ là một món đồ uống kỳ dị thôi mà lý vị ương cười lạnh nói theo đông y nhân sâm nhung hưu đều là thuốc bổ có tính nóng quanh năm suốt tháng ăn cũng đã đầy đủ hắn hoàn toàn có thể không cần dùng sữa người bởi vì cái dinh dưỡng này nếu không thể bình thường bài tiết thì sẽ biến thành thứ vô cùng độc hại trái lại hắn hiện tại rất khỏe mạnh nhưng vẫn duy trì thói quen này Ta đặc biệt điều tra được, trong 3 năm qua bởi vì bị nóng trong người, thái tử đã từng mấy lần ngừng uống nhung hưu cùng nhân sâm, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng uống sữa người, hơn nữa còn không ngừng chiêu mộ nhũ mẫu. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, hắn đối với thứ này là đặc thù yêu thích, hoặc có thể nói là hắn mê luyến tình mẫu tử cực kỳ nghiêm trọng. Đáng tiếc ta nghĩ, bùi hoàng hậu chẳng thể thỏa mãn tâm tư đó của hắn. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, quả thực chính là suy đoán ra một thứ lý luận thập phần vớ vẩn. Nguyên liệt cũng không khỏi nghẹn hồng, nhìn trân trối hỏi, ý của nàng là Liên Phi có khả năng thỏa mãn tâm tư này của hắn sao? Lý vị ương miễn cười, ta cũng chỉ là thử một lần, không thể khẳng định. Dù sao muốn tìm nữ tử dung mạo tuyệt sắc, mà lại biết lấy lòng nam nhân, phong lưu thành thục như vậy chỉ sợ là không dễ dàng, nữ tử này còn phải thập phần thông minh, không thể để lộ ra dấu vết không phải khó càng thêm khó sao trước mắt có một nhân tuyển tốt như vậy vì sao không thể lợi dụng đây nguyên liệt than khẽ nhưng như vậy cũng quá mạo hiểm lãnh liên biết không ít chuyện lý vị ương khẽ mỉm cười nàng ta biết cái gì nguyên liệt sửng sốt đem tất cả sự tình tinh tế suy tư một phen lúc này mới cười nói đúng ha quả thật nàng có chút nhược điểm nhưng lãnh liên cũng đâu phải không có có thể nói đây chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Trong mắt Lý Vị Ương hiện lên một chút chê cười, không, một ngày nào đó nàng ấy sẽ đem tất cả nói cho thái tử để chặt đứt khống chế của ta. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nàng ấy nhất định phải có khả năng khống chế chặt chẽ thái tử trong lòng bàn tay. Cho nên bây giờ nàng ấy sẽ càng cố gắng gấp bội, không tiếc làm tất cả mọi chuyện để lấy lòng thái tử. Nguyên liệt nhìn nàng, rốt cục hiểu được, sợ rằng người đem lãnh liên đưa vào phủ tề quốc công sẽ rất hối hận hắn nhất định sẽ không nghĩ tới nàng lại lợi dụng ngược lại lãnh liên lý vị ương không trả lời vấn đề này chỉ mỉm cười nói không nói cái này nữa lễ vật mừng thọ cho bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa cũng sắp đến lễ mừng thọ của ngài rồi nguyên liệt biểu môi bộ dạng không chút nào để ý ta đã chịu đi là tốt lắm rồi lão già kia còn dám yêu cầu gì sao lý vị ương bật cười trên đời này sợ rằng chỉ có nguyên liệt mới dám táo bạo trắng trợn kêu hoàng đế là lão già như thế ngay tại hành lang trong cung doanh sở vừa nhận được mật báo hắn chỉ nhìn thoáng qua lý vị ương mang theo một nữ tử đeo mạng che mặt bằng lụa trắng đi dạo phố sau đó cùng nhau hồi phủ nhìn thấy như vậy tất cả đều đang tiến hành thuận lợi lãnh liên chí ít đã ở trong quách phủ như thế này đã đủ rồi quách gia lý vị ương không nặng không nhẹ chỉnh các ngươi một chút thì có nghĩa lý gì không làm thì thôi nếu đã làm thì phải thật hung ác nhanh chóng để cho các ngươi bất ngờ không kịp trở tay chưa kịp biết chuyện gì đã nhà tan cửa nát đây mới gọi là thú vị nghĩ đến đây khuôn mặt hắn dưới cái mặt nạ màu bạc kia vô cùng dữ tợn đến ngày đại tiệc chúc thọ của hoàng đế đường chân trời ở phía đông vừa mới lộ ra màu trắng bạc bên trong hoàng cung các thái giám cung nữ đều đang khẩn trương, bận rộn. Nhóm thái giám trước cửa điện, từ đêm khuya đã bắt đầu dọn dẹp mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ đến nổi trên thanh gạch một hạt bụi nhỏ cũng không có. Mấy trăm tên hộ vệ trong cung xếp thành hai cánh quân, một đường chỉnh tề đi tới trước cửa cung Vĩnh Hòa, phân đứng hai bên, giống như cái đinh không nhúc nhích tí nào, trên mặt vô cùng trang nghiêm. Ngoài cửa cung, những văn võ bá quan trong triều tham gia tiệc chúc thọ của bệ hạ đều đang đứng chờ. Tam Công, Lục Bộ, Cửu Khanh cùng với các quan viên ở các tỉnh ngoài tới kinh báo cáo công sự, đầy đủ tụ tập khoảng 7-800 người, trên thân bọn họ đều ăn mặc triều phục, y phục triều đình, sắc thái tươi đẹp, nhóm năm nhóm ba tụ tập cùng một chỗ. Còn các nữ quyến thì đang xì xào bàn tán, so với sự trang trọng ở bên trong cửa cung Vĩnh Hòa, nơi này lại có một loại không khí khác biệt. Chốc lát, mọi người đều nghe thấy từ bên trong cung điện truyền ra tiếng chuông trống rất lớn, âm thanh kia bay qua tầng tầng lớp lớp lầu quỳnh cửa ngọc, lầu xây bằng ngọc quỳnh, lướt qua những bức tường cao lớn mà diễm lệ, truyền thẳng đến ngoài cửa cung. Sau khi nghe được âm thanh này, các quan viên lập tức trở nên nghiêm túc, các nữ quyến cùng nhau xếp thành đội ngũ chỉnh tề tiến vào trong nội cung. Tổng quản thái giám từ bên trong đi ra, cao giọng nói, thánh chỉ đến, bách quan quỳ xuống tiếp chỉ. Quảng trường, trên mấy trăm quan viên sớm đã quỳ xuống, đồng loạt cúi thấp đầu. Tổng quản thái giám cao giọng nói, tam công, lục bộ, cửu khanh, cùng những quan viên tam phẩm tỉnh ngoài, cùng nữ quyến triều đình, trên dưới dịch cửa vào cung, khâm thử. Thế là trước cửa cung, văn võ bá quan cùng mệnh phụ triều đình liền phân thành hai nhóm riêng biệt trên dưới đi vào, theo sự dẫn dắt của lễ bộ thượng thư tiến vào trong điện hành lễ. Hoàng đế ung dung, trầm tĩnh hướng về Long ỷ mà đi đến, trước khi ngồi xuống, mắt liếc nhìn một vòng, sau đó mới ngồi xuống trên lông ỷ rộng rãi kia tất cả mọi người đều dập đầu xuống đất cả điện yên lặng chỉ nghe được tiếng hít thở cùng tiếng xiêm y sột soạt khẽ nhúc nhích hoàng đế ngồi thẳng trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn mà lúc này hoàng hậu cùng tất cả các phi tần đều đang đứng trang nghiêm hướng hoàng đế hành lễ lý vị ương đứng ở giữa đám người nhìn hoàng đế trong lòng đang nghĩ đến mùi vị cao cao tại thượng này luôn khiến mọi người ai ai cũng muốn được nếm trải qua nhưng đứng tại chỗ cao nhất nhìn tất cả mọi người đều hướng mình hành lễ, có phải sẽ nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo không chịu nổi hay không? Nàng vô thức nhìn về phía nguyên liệt, hoàng đế muốn đem vị trí của mình giao cho nguyên liệt, nhưng đối với nguyên liệt mà nói, làm hoàng đế thực là lựa chọn tốt nhất sao? Hoàng tử tranh giành, cấu xé lẫn nhau, mưu kế ứng biến xảo trá, âm mưu cạm bẫy, hắn có thể đối phó được hết sao, cho dù làm hoàng đế, mọi người đều sẽ nhìn chồng chọc vào vị trí này, chỉ cần đi sai một bước như gần vực sâu vạn trượng. Trả giá không phải rất lớn sao? Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói, chư vị miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Mọi người nghe vậy lúc này mới đứng lên, nhau nhau dựa theo quy củ, đồng loạt ngồi vào vị trí của mình. Lý vị ương như thường lệ ngồi bên cạnh A lệ công chúa, nàng ấy sớm đã là khách quen của cung đình Việt Tây. Tuy rằng việc Tây với Thảo Nguyên quan hệ không tốt, nhưng A Lệ công chúa tồn tại cũng vừa lúc tỏ rõ sự rộng lượng của hoàng tộc Việt Tây. Thấy trường hợp này, nàng không khỏi cuốn ba tất lưỡi mà nói, A nha. Không nghĩ đến yến tiệc lần này lại lớn như vậy, so yến hội trong cung trước kia long trọng hơn nhiều. Lý vị ương mỉm cười nói, lần này là đại thọ của bệ hạ, tất nhiên sẽ không giống trước kia. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. A Lệ công chúa khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, lúc trước ở Thảo Nguyên, đại thọ của đại quân cũng không long trọng như vậy, bất quá làm thịt 100 con trâu, dê, yeah, chúc mừng một chút thôi. Nhiều người như vậy đều hướng hắn quỳ xuống hành lễ, uy phong thiệt nha, khó trách người người đều nghĩ muốn làm hoàng đế. Tiếng nói không lớn, nhưng cũng rất dễ dàng trêu chọc thị phi. Lý vị ương quay qua liếc nhìn nàng một cái, A Lệ đúng lúc phản ứng kịp, ngại ngùng nói, ta biết không thỏa đáng, về sau sẽ không nói như vậy nữa. Lý vị ương khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người thái tử cách đó không xa. Thái tử mới vài ngày trước vô cùng uất tức, nhưng biểu hiện bây giờ thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười, nhìn thấy được lãnh liên đã biết nên lấy lòng thái tử ra sao. Nàng nghĩ như vậy, đôi mắt u tĩnh, trong suốt, khóe môi khẽ cong lên vừa nhu mì vừa mang thêm một chút châm chọc. A lệ công chúa sợ Lý Vị Ương bởi vì mình vừa rồi lỡ lời mà tức giận, liền thấp giọng hỏi, gần đây vì sao không thấy lãnh cô nương. Mỗi lần đi tìm nàng tỳ nữ đều nói thân thể không khỏe muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng ấy rốt cuộc là bị bệnh gì thế? Lý Vị Ương quay đầu, đôi mắt như nước sâu thẳm, lạnh buốt, u tĩnh, trên mặt lại cười nói. Nàng bất quá là có chút phong hàng mà thôi, qua hai ngày sẽ đỡ. A lệ giật nảy mình, hỏi, phong hàng. vì sao không mời đại phu lý vị ương bình tĩnh nói bệnh này đến thời khắc thích hợp liền sẽ khỏi hẳn không cần mời đại phu a à lệ công chúa đang kinh ngạc thì vị hoàng hậu thân phận cao quý đang ngồi rảnh rang kia như một cây hoa mẫu đơn tươi tốt đẹp mà diễm lệ ung dung cao quý khẩu khí điềm đạm mà nói bệ hạ thần thiếp vì người chuẩn bị một bức lễ vật mừng thọ hoàng đế khẽ cười nói hoàng hậu lại có ý như thế, liền lấy ra đi. Hoàng hậu sai người đem tới một bức theo sơn hà đồ đưa tới, hoàng đế nhìn thoáng qua, có chút suy nghĩ nói, từ chữ viết đến đường theo mũi chỉ vừa nhìn đã biết là bảo vật trân quý khó tìm. Thái giám liền đem sơn hà đồ quay ngược lại, mọi người không khỏi kinh hãi. Sơn hà đồ là một bức sơn thủy đồ, rõ ràng là một bức theo song diện cực kỳ xuất sắc. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu muốn theo hoa văn bình thường song diện cũng chẳng hề khó nhưng bức sơn hà đồ này tinh xảo cỡ nào người theo nhất định phải tốn rất nhiều tâm tư hoàng hậu khẽ mỉm cười nói tất nhiên là vật quý báu đây là thần thiếp mời vương tiểu thư tự mình theo tặng bệ hạ nghe bùi hậu nhắc tới danh tự của nàng vương tử khâm vội vàng đứng dậy hành lễ nói không dám tác phẩm theo này do chính nương nương tự mình họa ra thần bất quá chỉ là theo theo mà thôi hoàng đế nghe vậy cười hà hà nói vương tiểu thư quả nhiên là huệ chất lang tâm hắn nhìn thoáng qua vương tử khâm thấy đối phương dung mạo xuất chúng hoàng mỹ không tì vết mặt mũi một mặt lộ ra tâm hồn dễ thương khiến người khác cơ hồ không chuyển dời được tầm mắt mặt khác lý vị ương một bên ngồi im lặng mặc một bộ bộ váy dài màu xanh nhạt thanh lệ như nước con mắt u tĩnh, tươi cười điềm đạm hai người mỗi người mỗi vẻ đều là những nữ nhân cực kỳ xuất sắc nhưng tới cuối cùng cũng phải xem coi ai hơn ai kém. Chương 276, xuất kỳ bất ý, một, bên kia đang náo nhiệt, A Lệ công chúa lặng lẽ biểu môi, ngươi xem, vương tử khâm này chắc hẳn là đang đắc ý. Bây giờ chỉ sợ tất cả mọi người đều biết nàng ta văn võ song toàn, là đệ nhất thiên kim danh môn. Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng cười, nói, mỗi người đều có sở trường riêng, ngươi cần gì phải quan tâm. A lệ công chúa hết sức kinh ngạc, nàng cảm thấy lý vị ương quá hờ hững như là đối với cái gì cũng đều không để trong lòng sau đó nàng nhìn xuống dưới thấy bàn ăn trước mắt bày trên bàn là các món ăn trân quý cùng hương vị mới lạ được đựng trong những chén dĩa bằng sứ nhiều màu sắc tuy là đồ sứ nhưng lại được khảm mã não bảo thạch trên nắp chén còn có một dãy dĩa bằng vàng rồng cùng với đôi đũa khảm ngọc đúng thật là rất xứng đôi xem ra là cực kỳ hào hoa xa xỉ phô trương như thế này a lệ công chúa chưa từng gặp qua nhìn thần sắc tán thưởng của a lệ công chúa lý vị ương cười nói lần này bệ hạ tổ chức cũng không tính là xa xỉ nghe nói lúc tiên đế còn tại vị mỗi lần tổ chức yến hội sẽ đốt lửa ba ngày ba đêm mỗi lần rời tiệc đến dầu đều chảy đầy đất a lệ công chúa nhẹ nhàng cho mày lại xa xỉ như vậy có cái gì tốt đây chỉ là lãng phí mồ hôi nước mắt của dân chúng thôi lý vị ương cũng không nghĩ tới a lệ có thể nói được như vậy nàng nhìn đối phương thần sắc khen ngợi nếu hoàng đế tương lai cũng có thể nghĩ như ngươi ngày đó dân chúng liền sẽ có phúc a lệ nhìn thoáng qua thái tử đáng tiếc ta xem ra vị thái tử này bây giờ hào hoa xa xỉ trình độ so với đương kim bệ hạ có hơn chứ không kém nếu có một ngày hắn làm hoàng đế còn không biết muốn phô trương đến mức nào lý vị ương nghe câu này tươi cười càng sâu nàng nhẹ giọng nói, mọi thứ không có tuyệt đối, ngươi nhìn hắn hiện đang đứng trên lầu cao, nhưng không biết lúc nào lầu cao này đất lỡ ngói tan, ai có thể biết sau này chúng ta sẽ gặp được cái gì. A lệ công chúa không khỏi suy nghĩ nói, Gia Nhi, ta luôn nhìn không thấu được tâm tư của ngươi. Hiện tại ngươi giống như là đang ủng hộ tỉnh vương, nhưng từ đầu tới cuối ngươi đối với hắn luôn luôn lãnh đạm. Không giúp gì cho hắn, chẳng lẽ ngươi thực muốn nhìn thái tử đăng cơ sao? Ngay cả ta không hiểu triều chính, cũng biết việc này đối với quốc gia không phải là chuyện tốt. Lý Vị ương nhẹ nhàng cười, thần sắc nhu hòa mà nói, "A lệ công chúa, mặc kệ là thái tử hay tỉnh vương, bọn hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều không phân thị phi thiện ác, ai làm hoàng đế đối với ta lại có gì khác biệt?" Tuy rằng tỉnh vương cùng quốc gia có cùng huyết thống, mặc kệ là phụ mẫu thân hay ta, ai cũng không nói là sẽ đứng về phía tỉnh vương. Bọn hắn muốn tranh Muốn đấu, muốn cướp thì để cho bọn hắn làm đi, chúng ta ở một bên lẳng lặng nhìn là được." Nàng nói tới đây, nhưng chỉ nói một nửa, còn lại để trong lòng. Thái tử và tỉnh vương tranh đấu với nhau sợ rằng chỉ là mặt ngoài, sau lưng vẫn có vô số kẻ ngấp nghé như hổ trình mồi để được ngồi lên long ỷ, hoàng đế một lòng muốn nguyên liệt kế vị, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Lúc này cung nữ từng người nối đuôi nhau đi vào, trong tay nâng lên một cái khay nào là phật thủ hạnh nhân gà phỉ thúy lóng lánh đầy màu sắc việc tìm bát bảo mực xào tất cả đều là những món ăn ngon vô cùng tỉ mỉ được bày đầy trên bàn trong bữa tiệc cũng có vũ cơ mỹ lệ đến biểu diễn quanh tiếng yến múa thập phần náo nhiệt cảnh tượng nhất phái thái bình thịnh thế đúng lúc này một thái giám y phục màu lam tiến vào bẩm báo bệ hạ sứ giả đại lịch cầu kiến mọi người đồng loạt im bặt ánh mắt hoàng đế lạnh lùng chậm rãi nói cho hắn vào đi trong khoảng thời gian ngắn nhóm vũ cơ nhẹ nhàng lui ra nhạc sư cũng ngừng diễn tấu mấy trăm đôi mắt đều nhìn chăm chú vào cửa đại điện chỉ chốc lát sau nhìn thấy một quan viên mặc y bào đỏ bước nhanh đi tới lý vị ương liếc qua một cái đã nhận ra người này chính là phụ tá tin cậy bên cạnh thác bạc ngọc năm đó khang cẩn chẳng qua năm đó ở trong phủ thất hoàng tử hắn chỉ là một hàng sĩ còn bây giờ, hắn đã là lễ bộ thượng thư, cái gọi là vua nào triều thần nấy, cũng không có gì không đúng. Khang thượng thư đi đến trước mặt hoàng đế, không mình hành lễ, tham kiến việc tây hoàng đế bệ hạ. Thần phụng chỉ hoàng đế đại lịch đặc biệt mang tới một chút lễ vật, cung chúc bệ hạ đại thọ, phúc lộc an khang. Hắn nói xong, thân thể lại không tự chủ run rẩy một chút, thần sắc có chút khác thường, hiển nhiên đối với lần đi sứ này tâm trạng vô cùng thấp thỏm và sợ hãi. Lý vị ương nhìn Khang Thượng Thư, ấn đường nhẹ nhàng nhíu lại, A Lệ công chúa thấp giọng hỏi, hắn làm sao có thể trở về? Trong khoảnh khắc, Lý vị ương có một dự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ đến khi lễ vật được mở ra. Mọi người thở nhẹ một tiếng, bên trong hộp gấm màu đỏ, là một con chim nhạn, cánh rũ xuống che kín đầu cổ, không còn hô hấp, hiển nhiên là đã chết, xem ra thập phần đáng thương một màn này làm tất cả mọi người đều bị chấn kinh chấn động kinh sợ lập tức có người tức sùi bọt mép đứng dậy trách mắng to gan hoàng đế đại lịch ngươi rốt cuộc là có ý gì lại dám dâng lên lễ vật như vậy ý nghĩa của hồng nhạn chính là vĩnh kết đồng tâm giống như quốc gia trong thiết lập quan hệ ngoại giao đưa tới rất nhiều lễ vật trong đó sẽ có chim nhạn làm tượng trưng nhưng hiện tại đại lịch hoàng đế này lại đưa tới một con nhạn chết chính là muốn tuyên bố không cùng chung chí hướng với hoàng đế khó trách khang thượng thư này lại sợ hãi như vậy quân chủ của hắn lần này đưa tới lễ vật như vậy rõ ràng là muốn triệt để đoạn giao thậm chí trước công chúng nhục nhã hoàng tộc việt tây khóe môi hoàng đế chợt lóe lên một tia cười lạnh trong ánh mắt của hắn có một sự tức giận chưa từng có cuối cùng khóe môi nhếch lên phẫn nộ nói một tên mao đầu tiểu tử mông điệp còn chưa ngồi yên trên đế vị lại dám trước mặt công chúng khiêu khích, thật là to gan. Thác Bạc Ngọc dựa theo vai vế so với việc Tây Hoàng đế còn thấp hơn một bậc, nhưng hắn hôm nay lại dám đưa lễ vật mừng thọ như vậy, tuyên bố không đặt hoàng đế để ở trong mắt. Càng miễn bàn mấy ngày nay quan hệ hai nước sớm đã đến điểm đóng băng, nếu Thác Bạc Ngọc thật đưa hậu lễ còn có thể có điều hòa hoãn, nhưng hắn lại đưa đến một con nhạn chết. Khang thượng thư mồ hôi đầy mặt, bề ngoài hắn cuột cường chống đỡ nhưng từ sâu trong đáy lòng lại cảm thấy sợ hãi không khỏi thấp giọng ba phần bệ hạ quà tặng đưa đến xin thứ cho vi thần cáo lui nói xong hắn liền xoay người muốn rời khỏi thái tử cười lạnh một tiếng cả giận nói còn không ngăn lại hắn lập tức liền có hộ vệ ngăn ở cửa đại điện khang thượng thư quay đầu rõ ràng cơ mặt đều đang run rẩy lại cười lớn một tiếng nói việc tây đại quốc mênh mông mỗi việc làm đều lấy quốc uy mà làm Hai nước giao chiến không chém sứ giả, huống chi. Ta, ta chỉ phụng mệnh đưa lễ vật đến dâng lên cho hoàng đế mà thôi. Nếu bệ hạ vì vậy mà trách móc một quan viên nho nhỏ như ta, vậy thì khắp thiên hạ người người đều sẽ cười nhạo bệ hạ không có lòng khoan dung, thật sự là mất khí độ của quân chủ đại quốc. Hắn nói những lời này, rõ ràng muốn nói cho tất cả mọi người, nếu việc Tây hoàng đế muốn giết hắn, chính là phạm vào ban giao hai nước tranh chấp không chém sứ giả hơn nữa còn sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn không nghĩ đến đại lịch hoàng đế này còn chưa ngồi yên trên Long ỷ sự kiện đầu tiên chính là phái người tới thị uy. Tuy rằng trước đó Việt Tây đã xua đuổi thương gia của đại lịch, nhưng chí ít hai nước không có ý khơi màu chiến tranh. Trước mắt xem ra, trận chiến này khó có thể ngăn ngừa. Thái tử cười lạnh một tiếng, hôm nay là tiệc chúc thọ của phụ hoàng, thấp chốn mừng vui ngươi lại dám đưa lên lễ vật như vậy rõ ràng là cố ý khiêu khích dưới tình huống này ngay cả giết ngươi thì có gì không thể cố ý phóng túng ngươi mới khiến người người cười nhạo việc tây ta không có người hắn vừa muốn sai người bắt lấy khang cẩn nhưng đột nhiên nghe thấy hoàng đế giơ tay lên nói không cần thả hắn rời đi mọi người nhìn hoàng đế đều hết sức kinh ngạc người hễ động một tí là giết người như chém dưa cắt rau làm sao lại trở nên nhân từ như vậy. Lý vị ương khẽ lắc đầu, hai nước tranh đấu tất nhiên là thể hiện ở quân sự, chứ không phải thể hiện qua việc chém giết một sứ giả cỏn con ấy, mặc kệ vị sứ giả này có bao nhiêu cùng vọng vô lý, người nếu giết hắn cũng đã mất đi uy danh của một đại quốc. Đối với hoàng đế vô cùng bất lợi, khang thượng thư suýt chết, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lặng lẽ lui xuống. Thái tử nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có chút không vui. Nhưng bùi hậu khẽ mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng dơ lên một ly rượu, hớp một ngụm, thần sắc nhẫn nhơ. Hoàng đế nhìn sứ giả đại lịch rời đi, cao giọng nói, trẫm từ khi kế vị tới nay, luôn tận sức phát huy thịnh đức của thái tổ hoàng đế, cảm thấy an ủi phụ hoàng cùng các tiên đế, tự xưng cũng là một minh quân. Tuy rằng những năm gần đây thời vận không tốt. Hàng năm gặp nhiều thiên tai nhân họa, nhưng trẫm vẫn tận tâm tận lực làm tốt vị trí quân chủ này. đáng tiếc nước láng giềng bất an, trục trịch ngóc đầu dậy. trẫm vừa mới nhận được một mật báo ở biên ải, đại lịch tập trung hỏa lực, lập doanh trại, hình như có ý muốn tiến công. đại lịch hoàng đế vừa mới đăng cơ lại đưa tới một con nhạn chết để khiêu khích. nay mượn cơ hội này, trẫm cùng các vị chư thần nên cùng nhau bàn bạc, có nên xuất binh tiến đại lịch, đánh đòn phủ đầu. Bảo vệ an nguy xã tắc ta hay không? Nghe ý kiến của hoàng đế, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nhất thời không có người thưa tấu, không khí trầm tĩnh, tẻ ngắt, bọn hắn trăm triệu cũng không nghĩ đến một lần đi sứ của đại lịch, lại khiến cho hoàng đế nảy lên ý muốn chiến tranh, thậm chí còn chủ động nói ra. Bùi Hậu trên mặt khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc, không có biểu hiện gì, đem tất cả vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt hoàng đế thấy mọi người đều trợn mắt há mồm, đột nhiên thay đổi ngữ điệu, trong ngữ khí có một chút thân thiết quỷ dị, chư vị đại thần có kiến nghị gì không ngại tấu thẳng. Trẫm đã nói trước, giả sử có gì không đúng, trẫm tự nhiên sẽ nghe khuyên can, chọn thiện mà làm. Các ngươi không cần cố kỵ, không ngại nói thẳng. Mọi người nhao nhao liếc nhau, hoàng đế đột nhiên có ý muốn tranh chiến, đây rốt cuộc là đang thăm dò, hay là có ý khác. Thái tử nhíu mày, tuy rằng vừa rồi hoàng đế buông tha vị sứ giả kia, nhưng không chứng tỏ hắn không biết phẫn nộ. Nhất là sứ giả kia trước công chúng đưa tới một con nhạn chết như vậy nhục nhã Việt Tây. Dựa theo tính tình phụ hoàng, nhất định là đã kiềm chế lửa giận. Sợ rằng bây giờ chắc hẳn hắn thật sự muốn xuất chiến. Ánh mắt bùi hoàng hậu nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hoàng đế, lộ ra nụ cười ôn nhu, mỹ lệ, dịu dàng, nhưng trong mắt không hề có độ ấm hoàng đế vẫn không thấy ai tấu chuyện, không khỏi trầm xuống nói, nếu lần này tại yến hội các ngươi không nói, sau lưng lại xì xào bàn tán, một khi trẫm tra ra, xử phạt tội khi quân. Hắn vừa dứt lời, binh bộ thượng thư đã đứng dậy, ngay lúc bùi hậu nhìn hắn một cái, binh bộ thượng thư lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, bệ hạ. Phi thần có lời muốn nói. Hoàng đế tự nhiên thăm hỏi, ngươi có gì muốn nói? Binh bộ thượng thư đối với tình huống quân sự vô cùng quen thuộc, quỳ ở chỗ ấy lớn tiếng tấu, vi thần cho rằng nước ta không nên dụng binh. Chính như bệ hạ vừa bày tỏ, gần 10 năm nay nước ta, hàng năm đều có một phần ba tỉnh gặp thiên tai, hoặc là lũ lụt hoặc là hạn hán, các dân chúng đều muốn dựa vào triều đình để được cứu tế, còn có những tỉnh xuất hiện mưu nghịch cần quân đội trấn giữ, có thể nói thiên tai nhân họa đã nghiêm trọng. Hao tổn thực lực của nước ta, cũng ảnh hưởng đến lòng quân cùng sĩ khí. Nếu vào lúc này khai chiến với đại lịch, dựa vào tình trạng của quân đội hiện nay, tốc chiến tốc thắng là điều không thể. Mà nếu kéo dài đánh tiếp, lại cần hàng loạt lương thảo, quân lương cùng với binh lính. Một khi cung cấp không đủ, đầu tiên là bất lợi đối với chiến tranh, thứ hai lòng dân sẽ thay đổi. Bởi vậy thần cả gan tấu rằng không thể xuất binh. Hoàng đế nghe vậy, ấn đường hơi nhăn lại, mơ hồ có ý tức giận, binh bộ thượng thư tim đập mạnh. Nhưng vừa rồi bùi hậu đã dùng mắt ra hiệu cho hắn, những lời này không nói không được. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 276, xuất kỳ bất ý. Lời của hắn vừa dứt, liền nghe thấy trấn đông tướng quân Vương Quỳnh tiếp lời, binh bộ thượng thư nói sai rồi, đại lịch đã đóng quân ở biên cảnh, chúng ta còn muốn ngồi đây nói lý, há không phải không chịu trách nhiệm với dân chúng sao? một khi bọn hắn đồng loạt khởi binh, sợ rằng sẽ dẫn tới đại chiến. Nếu không sớm chuẩn bị, nhất định sẽ khiến vô số dân chúng chịu khổ, ngươi làm sao có thể chỉ suy xét đến lương thảo, quân lương lại đem dân chúng giáp tranh với phần nước sôi lửa bỏng. Lương thảo Quân lương cùng binh lính không đủ đại khái có thể tìm mọi phương pháp chiêu mộ, nếu cái gì cũng không làm, chẳng phải dân chúng sẽ nghĩ lục bộ ngươi dùng để làm cảnh sao. Nghe hắn nói như vậy, Tề quốc công cũng đứng dậy, cao giọng nói, bệ hạ, đại lịch hoàng đế vừa mới kế vị, bây giờ lại vội vã muốn tranh chấp mâu thuẫn với nước khác, cách tốt nhất là nên khởi binh. Hắn cùng đại chu sớm đã cấu kết, lần này lại muốn mượn một con nhạn chết để chọc giận bệ hạ. Theo vi thần thấy, tuy không nên lập tức khởi binh, nhưng cần phải sớm chuẩn bị. Không cần đợi đến khi đại quân tiếp cận mới đi chuẩn bị lương thảo, đó mới chính là đem dân chúng đẩy vào nước sôi lửa bỏng lý vị ương nhìn hai người này cũng khẽ gật đầu vương gia cùng quách gia bất tri bất giác đã đứng cùng phía với nhau mọi người đều thấy tề quốc công cùng trấn đông tướng quân ý tứ rõ ràng là nhất trí nhưng mọi người cũng không khỏi nghi ngờ trấn đông tướng quân tổn thất hai ái tử tất cả đều có liên hệ với quách gia vì sao hai người này còn có thể cùng chung chí hướng như thế ánh mắt bùi hậu trở nên lạnh giá nếu dựa theo kế hoạch của nàng, quách gia cùng vương gia nhất định sẽ trở mặt thành thù, như nước với lửa. Nhưng bởi vì thái tử một lần lại hai rồi ba lần tính sai, lại bị lý vị ương cùng vương tử khâm làm rối, khiến cho kế hoạch này không được thuận lợi như ý muốn, trái lại thúc đẩy hai gia tộc này đến gần nhau hơn. Sao cũng được, dù sao trong hai nhà này có thể khiến nàng chú ý bất quá chỉ có một mình lý vị ương mà thôi, những người khác nàng còn không để vào mắt cho dù hai nhà cùng đứng chung một chí tuyến thì sao? Điều cố kỵ duy nhất là số lượng quân đội của hai nhà sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa được binh quyền mà vừa chung chí hướng, nàng nghĩ đến đây, mâu quan, con mắt, càng thêm âm lãnh. Binh bộ thượng thư mới mở miệng, thái tử lập tức hiểu ý của bùi hậu, lập tức bất động thanh sắc hướng công bộ thượng thư ra hiệu, công bộ thượng thư lập tức dậy tấu, bệ hạ, vi thần cũng tán đồng lời nói của binh bộ thượng thư trong mấy năm kế, tạm thời không nên dụng binh đối với đại lịch. Vừa rồi Trấn Đông tướng quân cùng Tề Quốc công nói không sai. Đề phòng đại lịch có ý muốn hưng binh, bệ hạ có thể căn dặn tướng sĩ bảo vệ biên ải phòng bị kỹ hơn. Nhưng vi thần lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải chuẩn bị cho chiến tranh. Tề Quốc công cũng biết đại lịch hoàng đế vừa mới lên ngôi đế vị, tuổi trẻ khí thịnh, cho nên hắn mới muốn ra vẽ ta đây với nước ta, thấy rõ hắn miệng cọc gan thỏ, không có sức lực. Bây giờ hắn bất quá chỉ đưa tới một con nhạn chết mà thôi, cũng không có nói ra ý muốn khơi chiến. Về phần hỏa lực tập trung ở biên cảnh, mục đích quan trọng nhất là hy vọng nước ta kiên kỵ. Nếu thật sự muốn khiêu chiến, hắn căn bản không có năng lực đó. Chúng ta cần gì phải thần hồn nát thần tính? Một khi tăng cường quân bị quy mô lớn, chẳng lẽ sẽ không quấy nhiễu dân chúng sao? Điều này thật sự không phải phúc của vạn dân mong bệ hạ xem xét thái tử đứng dậy hắn nhìn hoàng đế cao giọng nói phụ hoàng đường đi đến việt tây hơn ngàn dặm ở giữa còn có vô số núi cao trùng điệp đường hẹp quanh co đại quân một khi xuất phát ngựa cấp dưỡng chiến xa muốn đi được cũng là một vấn đề hơn nữa thu thập binh lính cần chi rất nhiều tiền triều đình trích từ quốc khố ra chỉ sợ như muối bỏ biển nhi thần có suy nghĩ nếu muốn dụng binh đối với đại lịch chỉ riêng chiêu mộ binh tướng đã cần trên trăm vạn lượng bạc, khoản tiền này không biết kiếm được ở đâu, chẳng lẽ phải đi vơ vét trên đầu dân chúng sao? Chuyện này đối với ý niệm của một người yêu dân như con như phụ hoàng là hoàn toàn trái ngược, cho nên Đại Lịch biết xác là khinh người quá đáng, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hưng binh. Thái tử vừa nói xong, các thượng thư khác cũng nhao nhao đứng lên, làm cho sắc mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi lý vị ương nhìn thái tử trong thần sắc xẹt qua một tia lạnh lùng nàng biết bùi hậu sắp xếp như vậy nhất định còn có màn sau tuyệt đối không chỉ muốn cho hoàng đế thấy cục diện bây giờ đang nghiêng về một bên quả nhiên liền nhìn thấy trương ngự sử đứng dậy nói bệ hạ việc khẩn cấp trước mắt là phải đem tất cả người đại lịch trục xuất hoàng đế câu mày nói trương ngự sử nói vậy là có ý gì trẫm đã hạ lệnh tất cả người đại lịch đều phải bị trục xuất triệt để đoạn tuyệt không cho bọn hắn vãng lai. Trương ngự sử đột nhiên nhìn tề quốc công, lớn tiếng nói, vâng, dựa theo ý chỉ bệ hạ, nước ta cùng đại lịch đã sớm đoạn giao, không cho người đại lịch vãn lai. Nhưng theo vi thần được biết, có một số người đại lịch lặng lẽ vào biên ải ta, cùng thương nhân ta trao đổi hàng hóa. Mặt khác còn có một số gián điệp của đại lịch không ngừng lẻn vào Việt Tây, khó nói không phải là tới dò hỏi quân tình, chính trị và dân tình của nước ta. Bởi vậy vi thần cho rằng cần phải nghiêm lệnh thủ quân ở biên ải, ngăn cản người đại lịch nhập cư. Phần lớn mỗi nha môn cũng phải lưu ý thăm xét kỹ càng, phát hiện người đại lịch lập tức cho truy bắt cùng nghiêm hình thẩm vấn. Nếu là dân chúng bình thường thì trục xuất, nếu là gian tế lập tức xử quyết, hơn nữa đối với tất cả những người thu lưu những gian tế này, quyết định lấy tội phản quốc, để bày tỏ lập trường của Việt Tây cùng đại lịch không đội trời chung. Nghe trương ngự sử nói như vậy, tề quốc công khẽ cao mày, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ đối phương bắt đầu ngán chân. Hoàng đế lạnh giọng nói, nói không sai. Trẫm sớm đã nói, đem tất cả người đại lịch trục xuất, còn có ai dám can đảm thu lưu, lợi dụng chứa chấp sẽ nghiêm trị. Nghe hắn nói như vậy, trương ngự sử lập tức nói, bệ hạ, vi thần vân theo ý chỉ của bệ hạ, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hoàng đế nhẹ nhàng nhíu mày, trẫm vừa rồi đã chuẩn thỉnh cầu của ngươi, còn có chuyện gì? Lúc này một đôi mắt lạnh lẽo của hắn dừng ở trên mặt trương ngự sử trong giây lát, hắn thấp thoáng phát hiện bùi hậu muốn động thủ với người nào đó, nhưng như vậy cũng tốt. Hắn vui mừng nhìn náo nhiệt. Trương ngự sử lạnh lùng nói, vi thần nghe được tin tức. Thật ra năm ngày trước huynh trưởng của vi thần bị tiểu thiếp cấu kết gian phu giết chết tại phòng ngủ, gian phu gian phụ lấy hết tất cả vàng bạc châu báu rồi lẫn trốn, Vi thần đã hướng kinh triệu doãn báo án, hơn nữa lập tức phát công văn đưa xuống cho các nha môn châu huyện phụ cận, phái nha sai bốn phía bố trí điều tra. Bọn hắn trốn không thoát khỏi cửa thành, liền lén lút chạy trở lại, kinh triệu doãn đại nhân đã phái rất nhiều nha sai. Chỉ vì bắt lấy bọn hắn vô ý vi thần lại phát hiện một chuyện kỳ lạ. Mọi người nhìn Trương Ngự Sử đều lộ ra vẻ giật mình, liền nghe hắn tiếp tục nói, trong quá trình điều tra, người của vi thần phát hiện thì ra trên xe ngựa của phủ tề quốc công có một nữ tử hết sức kỳ quái, luôn luôn đeo mạng che mặt, và luôn đi cùng với quách tiểu thu. Nha sai muốn đi tới phủ thăm hỏi, lại bị quách tiểu thư từ chối gặp mặt. Không chỉ như thế, đối với lai lịch của nữ tử đó nàng luôn tìm mọi cách thoái thác, qua loa tắc trách. Vi thần nghe được tin, nói nữ tử này chính là gian tế của đại lịch, cũng là bằng hữu cũ của quách tiểu thư tuy rằng quách tiểu thư trên huyết thống là người việt tây thuần chính nhưng nàng lớn lên ở đại lịch không thể không có người nghi hoặc vì vậy vi thần muốn mời quách gia giải thích một phen nghe đến đó tất cả mọi người đều hồ nghi nhìn về phía lý vị ương lý vị ương nghe xong khóe môi khẽ cong lên quả nhiên đã tới thì ra là đợi nàng ở chỗ này chỉ sợ là mọi chuyện hôm nay đều đã được sắp xếp sẵn để chào đón nàng ngay từ đầu sứ thần đại lịch xuất hiện dâng lên một con nhạn chết để kích thích hoàng đế tức giận, sau đó mọi người làm bộ làm tịch bẩm tấu không nên tuyên chiến, cuối cùng đó là Trương Ngự Sử nói lên việc có nhiều người lưu giữ người đại lịch, có ý muốn chống đối việc Tây, khiến cho hoàng đế đồng ý đem tội thu lưu người đại lịch làm thành tội mưu nghịch, từng bước từng bước dẫn lý vị ương nàng vào bẫy. Nhìn như tầm thường, nhưng lại rất có tâm cơ. Đối phương biết nàng nhất định sẽ thu lưu Liên Phi, cũng biết nàng nhất định sẽ bảo hộ nữ tử này. Bởi vì đối phương biết rất nhiều bí mật của nàng, bất luận ra sao cũng sẽ không bỏ mặt Liên Phi rơi vào trong tay kẻ địch, cho nên sự bảo hộ của nàng sẽ biến thành lý do để công kích nàng. Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hàng băng lướt qua nàng. Lý Vị Ương mỉm cười như có như không, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt cũng không có chút gợn sóng. Hoàng đế quay đầu, lạnh giọng nói, Tề quốc công, có người tố cáo trong phủ ngươi thu lưu gian tế của đại lịch. Ngươi có gì muốn nói không? Tề quốc công vội vàng đứng dậy, hướng hoàng đế hành lễ, nói, bệ hạ, đây là vu cáo, vi thần làm sao lại dám làm chuyện này? Hoàng đế lạnh lẽo cười, nhìn trương ngự sử hỏi, ngươi có chứng cớ gì khiến cho tề quốc công tâm phục khẩu phục? Trương ngự sử lập tức nói, bẩm báo bệ hạ, vi thần có chứng cớ. À, là chứng cớ gì? Tề quốc công đột nhiên quay đầu, nhìn chầm chầm vào trương ngự sử nói, chẳng lẽ bởi vì trong phủ của ta có một cô gái trẻ tuổi xuất hiện? Ngươi liền cho rằng chúng ta thu lưu gian tế đại lịch sao? Không có bằng chứng, trương đại nhân, ta khuyên ngươi không nên xuất khẩu cùng ngôn. Trương ngự sử không chút yếu thế, ta sẽ không ở trước mặt bệ hạ nói vớ nói vẩn. Tề quốc công, nữ tử mặt bạch y kia rốt cuộc có thân phận gì, ngươi dám đứng ở đây giải thích cho mọi người không? Hoặc là dứt khoát cho cấm quân đến trong phủ điều tra một phen, để xem nữ nhân kia đến tột cùng là người gì? Tề quốc công giận tím mặt, nói, ngươi thật to gan, lại còn dám muốn đến phủ của ta điều tra. Sau đó hắn quay đầu nói, bệ hạ. Vi thần tuyệt đối không dám làm trái với mệnh lệnh của ngài, càng sẽ không thu lưu gian tế đại lịch, tất cả đều do trương ngự sử hồ ngôn loạn ngữ, sự trung thành của vi thần trời xanh chứng giám xin bệ hạ minh giám ánh mắt hoàng đế đảo qua trước mặt tất cả bọn họ càng lúc càng giá lạnh bên cạnh bùi hoàng hậu từ tốn cười nói phải hay không chỉ cần điều tra phủ tề quốc công tất cả sẽ lộ ra chân tướng tề quốc công ngươi là thần tử trung thành chắc hẳn sẽ không để ý việc điều tra để chứng minh sự trong sạch của mình chứ mặt mũi tề quốc công trong nháy mắt trở nên âm lãnh hắn nhìn thẳng về phía bùi hậu trong ánh mắt bắn ra vô số mũi nhọn mà bùi hậu lại không nhúc nhích chút nào tươi cười lại càng thêm ôn hòa ung dung cao quý dáng vẻ thờ ơ thái tử lập tức nói như thế nào tề quốc công đang lo lắng ra ra cái gì sao nói tới đây hắn nhẹ nhàng cười nói không nghĩ đến tề quốc công luôn tự xưng là trung thành và tận tâm cũng chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng nếu trong lòng không có quỷ vì sao lại muốn kháng cự điều tra thái tử vừa nói xong những người khác liền nhao nhao mở miệng đều khuyên nhủ tề quốc công tiếp nhận điều tra chứng minh sự trong sạch của mình tề quốc công giọng trầm xuống nặng nề nói dám hỏi thái tử điện hạ nếu như không điều tra được gì thì sao thái tử nhìn trương ngự sử tuy rằng hắn không biết vì sao mẫu hậu kiên quyết nhất định phải điều tra quách gia nhưng hắn tin tưởng phán đoán của đối phương lập tức nói nếu không điều tra được gì ta sẽ hướng tề quốc công ngươi xin lỗi về phần trương đại nhân nói xong câu đó hắn đột nhiên ý thức được có điểm không đúng trương ngự sử đã nói nữ tử đó không sẽ không hắn vô thức nắm chặt quả đấm tươi cười chậm rãi biến mất trương ngự sử thấy thái tử nhìn sang mình lập tức tiến lên một bước hết bộ ngực nói về phần ta tình nguyện lấy mạng để bồi tội quốc công gia nghe đến đó Mọi người đều cả kinh Vương Quỳnh vội vàng nói Trương Đại Nhân Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như thế Cái gì lấy mạng đền mạng Hôm nay là tiệc chúc thọ của bệ hạ Ngươi nói như vậy Chẳng phải là muốn cho bệ hạ khó chịu hay sao Trương Ngự Sử lạnh lẽo cười Phản phất như bộ dạng vô cùng trung thành Ngạnh cổ nói Ta là Ngự Sử Chịu trách nhiệm giám sát lời nói Và việc làm của bách quan Tề quốc công nếu thật có hành vi thu lưu gian tế chính là tội phản quốc, vi thần dù không cần tánh mạng, cũng nhất định phải vì bệ hạ để diệt trừ nịnh thần này. Nói xong, hắn lại tiến lên ba bước, tháo mũ quan xuống, quỳ rạp xuống đất nói, xin bệ hạ hạ lệnh điều tra phủ tề quốc công. Nếu không tra ra được chuyện gì, chứng minh tề quốc công thanh bạch, vi thần đồng ý đầu rơi máu chảy tại chỗ. Nghe hắn chắc chắn như thế, trong đáy mắt Lý Vị Ương xẹt qua một tia trào phúng, A Lệ công chúa chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Vị Ương trong mắt dấu ý cười, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ gia nhi ngốc rồi sao, hiện tại đây là thời điểm nguy cấp. Nếu như bị người phát hiện lãnh liên thì sẽ hỏng việc. Hoàng đế hơi gật đầu nói, như thế, lệnh cấm quân đi phủ tề quốc công điều tra một chuyến đi. Nếu không lục soát được gì. Thái tử phải xin lỗi, về phần trương đại nhân, ngươi cũng chỉ có thể lấy mạng để bồi tội. Trương ngự sử cả kinh, lập tức cúi đầu nói vâng bệ hạ chuyện này xảy ra khiến cho bữa yến hội trở nên thập phần quạng cu ẻ mọi người yên lặng uống rượu ngẫu nhiên mới nói chuyện một hai câu nhưng trên mặt cả đám người đều có vẻ ngưng trọng mỗi một lần bệ hạ mời dự yến hội đều có chuyện xảy ra làm cho lòng người kinh hoàng nhìn thấy thần sắc của người quách gia đều là vẻ mặt tự nhiên mà lúc này doanh sở đứng ở chỗ tối thăm dò được tất cả phát sinh trên đại điện, lãnh đạm cười một cái. Hắn sớm đã được tin tức, lãnh liên còn đang ở trong phủ tề quốc công. Chỉ cần cấm quân đi điều tra, nhất định có thể tìm ra ra người này. Lý Mẫn Chi bất quá chỉ là đứa bé, lại không có chứng cứ chứng minh được gì, nhưng lãnh liên thì khác. Đến lúc đó mặc kệ Lý Vị Ương ngụy biện ra sao, tội danh tề quốc công phủ thu lưu gian tế đại lịch, nàng đều chạy không thoát. Hơn nữa gian tế này lại đến từ Hoàng Thất Đại Lịch. Chuyện này hoàng đế tuyệt đối sẽ không khoan dung, mặc kệ Tề Quốc công phủ là gia tộc lâu năm cỡ nào, bọn hắn đều chạy không thoát khỏi tội phản quốc. Tỉnh Vương nhìn tình huống này, trong mắt xẹt qua một chút lo lắng, hắn biết quan hệ giữa Lý Vị Ương cùng Hoàng Thất Đại Lịch. Vạn nhất Lý Vị Ương thực sự thu lưu người đại lịch, chuyện này không lớn không nhỏ. Chắc hẳn Bùi Hậu cùng thái tử bắt lấy nhược điểm này đặt nhiều tử địa đối với tề quốc công phủ. Một khi tề quốc công ngã xuống, vậy tỉnh vương hắn cũng sẽ bị kéo xuống theo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía thái tử, thấy trên gương mặt tuấn Mỹ của đối phương mang theo một tia cười lạnh. Kỳ lạ là nguyên liệt kế bên lại không có vẻ để ý, thậm chí không lên tiếng ngăn trở, như là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Tỉnh vương suy nghĩ dây lát, cũng ổn định tinh thần, hắn mơ hồ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thái tử cơ hồ bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đem những sự kiện kia suy nghĩ, càng nghĩ càng thấp thỏm. Qua nửa canh giờ, cấm quân quả nhiên mang một nữ tử lên điện. Thống lĩnh cấm quân hướng hoàng đế bẩm báo, bệ hạ, vi thần đã kiểm tra qua tất cả người trong phủ tề quốc công, cuối cùng tại viện của Trần Lưu công chúa tìm ra nữ tử này, nàng cũng không phải nô tỳ của quốc gia, mời bệ hạ xem xét. Chương 276, Xuất kỳ bất ý, ba, thật sự có gian tế. Mọi người nghe đến đó, ánh mắt đều nhìn về phía người quách gia, không khỏi nổi lên ba phần tức giận cùng xem thường. Người đại lịch dâng lên một con nhạn chết, rõ ràng là đang nhục nhã Việt Tây, mà vị quách tiểu thư được tề quốc công mang về rõ ràng đã từng cùng đại lịch có biết bao nhiêu quan hệ. Bây giờ nàng lại dám thu lưu gian tế đại lịch, chuyện này tuyệt đối không thể khoan thứ nữ tử mặt bạch y, trên mặt đeo khăn lụa che mặt, hướng hoàng đế biển chuyển hành lễ, dân nữ tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Bùi hậu đầu mày nhíu lại, tự hồ có chút kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào? Lý vị ương đứng dậy, khẽ mỉm cười, thần sắc thông dong mà nói, bẩm nương nương, đây là cháu gái bà con xa của mẫu thân thần, từ Thanh Châu tới nhờ vả quách phủ. Bùi hậu lãnh đạm cười nói, đã như thế. Vì sao lại đeo mạng che mặt, không chịu lộ mặt để cho mọi người tỏ tường. Kỳ thật dung mạo lãnh liên, không có bao nhiêu người có khả năng nhận ra, nhưng mỹ mạo tuyệt thế của nàng sớm đã truyền khắp thiên hạ. Dung mạo của nàng một khi lộ ra, tự nhiên sẽ có người rắp tâm hãm hại, cho nên mặc kệ ở chỗ nào, nàng đều đeo mạng che mặt, cho dù là hạ nhân quách gia cũng không có bao nhiêu người gặp qua gương mặt thật sự của nàng lúc này a lệ công chúa cưỡng ép đè nén bất an trong lòng lãnh liên thật bị tìm ra kế tiếp quách phủ nên xử lý như thế nào gia nhi phải xử lý như thế nào đây đều là do nàng gây họa nếu lúc trước nàng không đem lãnh liên về thì đâu ra nông nổi này nàng vô thức muốn mở miệng lý vị ương lại đúng lúc liếc mắt ra hiệu cho nàng không cần làm gì hết mà lúc này thái tử đã mở miệng nói gỡ khăn che mặt của nàng ta xuống Lý Vị Ương chủ động rời tiệc, tiến lên một bước, khẽ cười nói, bệ hạ, trên mặt vị biểu muội này của thần có nhiều vết thương, sợ hoảng sợ nương nương cùng chư vị, xin bệ hạ khai ân, không cần để nàng gỡ khăn che mặt xuống. Bùi hậu lạnh lẽo cười, trong thần sắc có hơn ba phần chê bai, nghe quách tiểu thư nói như vậy. Tự hồ là đang có ý không muốn cho người khác biết thân phận của nữ nhân này. Thái tử nhìn chầm chầm nữ nhân trước mắt, ngầm suy đoán là chính mình bắt đi lãnh liên lý vị ương mới tìm một người thay thế nếu đúng như vậy cái gọi là gian tế đại lịch kia chẳng lẽ không phải đang ở biệt viện của mình sao lý vị ương có biết hay không là nàng cố ý thiết hạ cạm bẫy này hay có toan tính khác không lẽ lãnh liên dùng mỹ nhân kế với mình sao không sẽ không quách huệ phi mắt khép hờ thản nhiên nói hoàng hậu nương nương ngài cũng không có chứng cớ có thể chứng minh phủ tề quốc công thu lưu gian tế của đại lịch, vẫn mời nương nương cẩn thận ngôn hành của mình. Bùi hậu lạnh lùng liếc nàng, đáy mắt mơ hồ lộ ra sự điên cuồng, ngang ngược. Nàng cười lạnh, huệ phi nương nương, ngươi không cần bao che cho tề quốc công phủ. Trương đại nhân lời thề sắc son, nhất định là có chứng cớ vô cùng xác thực. Ngươi vẫn nên khuyên quách tiểu thư sớm nhận tội, để tránh liên lụy thêm nhiều người vô tội mà lúc này nữ tử mặc y phục màu trắng kia cũng nhẹ nhàng rung lên. Tự hồ bị dọa đến mức rung lẩy bẩy. Lý vị ương mỉm cười nói, nương nương đã kiên trì như vậy, ngươi gỡ lụa trắng xuống đi. Nữ tử ấy ngẩn ra, sau đó hơi gật đầu, bàn tay trắng nõn khẽ động, đem lụa trắng trên mặt gỡ xuống, mọi người nhìn lên, nhất thời kinh hô, thì ra trên mặt nữ tử ấy là vô số những chấm màu đỏ lấm tấm, giống như mặt trỗ lít nhấp lý nhíu căn bản nhìn không rõ dung mạo thật sự. Bùi hoàng hậu lập tức nắm chặt lòng bàn tay, nàng nhìn chầm chầm đối phương cơ hồ có chút không dám tin. Lập tức ánh mắt của nàng rơi xuống tại một góc kia của đại điện, nơi doanh sở ẩn thân, hắn ngồi ở góc khuất không thu hút sự chú ý, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra sự chấn kinh vô hạn. Mà nữ tử kia đã lệ rơi đầy mặt, tiếng ai biển, xin bệ hạ cùng nương nương thứ tội. Dân nữ hàng môn liễu thị bị bệnh ngoài da, cho nên mới không thể không che giấu. Lần này đến đại đô cũng là vì tìm kiếm danh y chữa bệnh mà thôi. Dân nữ quê quán tại Thanh Châu, tất cả đều có tích có thể tra ra, bệ hạ có thể phái người đi về quê của dân nữ tra hỏi liền biết. Dân nữ tên Liễu Xuân Tuyết, nổi tiếng có họ, có phụ, có mẫu, có tộc nhân, tuyệt đối không phải là gian tế đại lịch. Hoàng hậu nghe đến đó dĩ nhiên hiểu được trong phút chốc nàng đã rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa đối phương còn đem chính mình hung hăng trêu đùa một phen, rõ ràng sớm đã phát giác dụng ý của bọn họ, vẫn cố ý ra vẻ mắt lừa, đem Lãnh Liên giữ lại tại phủ chờ đợi đến thời điểm này lại xuất kỳ bất ý, hành động bất ngờ làm người khác không phòng bị, cho nàng một kích. Bất quá, chuyện này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng một người đang sống sờ sờ rốt cuộc là đang ở đâu, vì sao không thể điều tra được Lý vị ương tươi cười, dương giọng nói, bệ hạ, thần nữ cũng có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu. Hoàng đế nhíu mi nói, quách tiểu thư, ngươi có lời gì muốn nói? Lý vị ương tươi cười hòa hoãn, khí độ ung dung, kỳ thật trương đại nhân nói cũng không sai. Lúc trước đích xác có gian tế của đại lịch đến tìm thần nữ, chẳng qua bị thần nữ nghiêm khắc từ chối, đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Nghe đến đó, mọi người đều biến sắc hoàng đế nhìn về phía tề quốc công nói a à, quả thật có chuyện này sao tề quốc công trịnh trọng đáp hồi bẩm bệ hạ tiểu nữ nói không sai chuyện này chúng thần đều biết được hơn nữa đã từng hướng kinh triệu doãn đại nhân lập hồ sơ để hắn đi bắt tên giang tế kia kinh triệu doãn đại nhân không biết vì sao lại không nói cho trương ngự sử nên mới gây ra hiểu lầm như vậy nguyên liệt nhìn kinh triệu doãn trong mắt mang ý cười lạnh giá kinh triệu doãn lúc này mới đứng dậy hướng hoàng đế hành lễ bẩm báo bệ hạ quách tiểu thư đích xác đã đến nha môn trình án bùi hoàng hậu nhìn chằm chằm kinh triệu doãn ánh mắt giống như một con rắn độc bắt đầu từ chuyện của bùi gia kinh triệu doãn cùng nàng mơ hồ đã không hòa thuận hiện tại nhìn thấy hắn rõ ràng là muốn nhờ vả tỉnh vương thái tử dằn nén thấp thỏm trong lòng lạnh lùng nói quách gia ngươi đi nha môn của kinh triệu doãn lập hồ sơ khi nào có gì có thể chứng minh? Kinh triệu doãn trong lòng thầm than, nói, Thái tử Điện Hạ, lúc quách tiểu thư tới lập hồ sơ, trấn đông tướng quân. Hộ bộ thượng thư còn có lại bộ viên ngoại lang, ba vị đại nhân lúc ấy đều đang ở phủ của vi thần, bọn họ đều có thể thay tề quốc công làm chứng, chứng minh quách tiểu thư đích xác đã từng tới nha môn lập án, hơn nữa còn nói rõ dung mạo của nữ nhân kia. Nàng còn nhắc tới thân phận thật sự của nàng ta là Liên Phi, nữ nhân được tiên hoàng đại lịch sủng ái nhất. Cho nên, phi thần có thể thay Quách tiểu thư đảm bảo, nàng quả quyết không cùng đại lịch cấu kết. Nếu không, nàng vì sao lại khai ra Liên phi đây? Lý Vị ương đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Thần sắc tự nhiên nói, mọi người đều biết ta từ nhỏ được phủ thừa tướng đại lịch nhận nuôi, cho nên được phong làm quận chúa, cùng người trong cung đều có tiếp xúc, đương nhiên cũng biết qua Liên phi lần này nàng ta bị đại lịch hoàng đế xua đuổi vô tình gặp phải ta liền muốn đi nhờ vả đáng tiếc bệ hạ sớm đã có nghiêm lệnh không cho phép người đại lịch nhập cảnh cho nên ta đem nàng đuổi ra khỏi cửa thật sự cũng muốn buộc nàng lên nha môn nhưng lúc ấy thân đang ở nơi phố xá sầm quốc ta lại không mang theo hộ vệ sợ rằng đánh rắn động cỏ nên chỉ lặng lẽ đem một bức họa của nàng đưa đến phủ kinh triệu doãn lập hồ sơ bệ hạ thần nữ cảm thấy vị liên phi nương nương này đột nhiên đi tới Việt Tây, sợ rằng không phải đơn giản là chạy nạn như vậy, có thể như vừa rồi Thái tử Điện Hạ đã nói, nhất định là vì dò hỏi rõ về quốc chính, quân tình cùng dân tình của ta, nói không chừng nàng ta đang ẩn mình trong phủ của các nhân vật đầu não, lại cố ý diễn xuất một mũi tên bắn hai chim, khiến cho nội bộ Việt Tây lục đục. Xin thứ cho thần nữ vô lý, xin bệ hạ mau chóng phái người lùng bắt nàng. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Nguyên Liệt khẽ mỉm cười, đứng dậy nói, bệ hạ, chuyện này xin người giao cho thần. Hoàng đế trịnh trọng nhìn Nguyên Liệt, trong lòng lạnh lẽo, rét bút cười thầm, các ngươi hai người kẻ nói người sướng cũng thật rất tốt, đứng trước mặt ta cũng dám lời ngon tiếng ngọt, làm như tất cả mọi người đều đần độn không bằng. Hắn nghĩ mọi chuyện diễn ra như thế này, nhất định là kế hoạch của Bùi Hậu. Đem Liên Phi đưa vào phủ tề quốc công, lại mượn cơ hội này dẫn ra đề tài như thế bức mình phải điều tra ai ngờ lý vị ương quật lại trước đem liên phi tống ra phủ còn sớm nói ra chân tướng với mình kể từ đó cho dù lãnh liên bị người khác tìm ra hay là khai cung ra cái gì lý vị ương đại khái có thể nói lãnh liên bị nàng đuổi đi sau đó ghi hận trong lòng mượn cơ hội báo thù mà thôi đối với tất cả những lời nói của lãnh liên đều sẽ không tin tưởng được cách làm của Lý Vị Ương thật là rút củi dưới đáy nồi. Thật sự độc ác, nhìn không ra một tiểu hài tử thanh tú lãnh đạm như vậy, cư nhiên còn có loại tâm tư này. Sắc mặt thái tử hết sức khó coi, hắn dĩ nhiên đã rõ ràng nữ nhân trong tay mình rốt cuộc có lai lịch thế nào. Hắn vạn lần không nghĩ đến một nữ tử mỹ mạo như thế lại là hậu phi của một gã hoàng đế. Hắn đây là bị người ta cho thành khỉ để đùa giỡn sao. Lãnh liên chết tiệt, Hoàng đế lãnh đạm cười nói, "Trương Ngự Sử, vừa rồi lời ngươi nói còn được tính không?" Trương Ngự Sử giờ phút này đã run lẩy bẩy. Hắn quỳ ở dưới, một câu cũng không dám nói, chỉ liếc đôi mắt về phía Bùi Hậu. Thái tử cắn răng nói, "Phụ hoàng, xin người niệm tình Trương Ngự Sử chỉ vì lo lắng, trung tâm với việc tây." Câm mồm. Hoàng đế đột nhiên phất tay, ngắt ngang lời nói của thái tử, từ tốn nói, vô cáo hãm hại trung lương vốn chính là tử tội ngươi còn muốn cầu xin thay cho một thứ ngu xuẩn như vậy sao trương ngự sử lập tức lớn tiếng cầu xin tha tội bệ hạ vi thần chỉ là nhất thời thiếu đông đốc kiểm tra mới bị người khác tính kế quả quyết không phải muốn vô cáo hãm hại tề quốc công lời của hắn còn chưa dứt chỉ nghe thấy bùi hậu không chút khoan dung nhẹ nhàng nói trương ngự sử dám làm dám nhận sự tình đã đến mức này Phủ Tề Quốc Công đã chứng minh được sự thanh bạch của mình, ngươi cũng phải biết nên làm như thế nào đi." Trương Ngự Sử nghe từng chữ từng chữ lạnh lẽo, rét buốt từ bùi hậu, chỉ cảm thấy như bị một bồn nước đá đổ xuống từ đầu đến chân, toàn thân lạnh buốt thấu xương, xuyên qua đến đáy lòng. Hắn biết mình đã bị bùi hậu bỏ qua. Nhưng hắn lại có thể có thể làm được gì đây? Làm quan nhiều năm như vậy, tất cả nhược điểm của mình sớm đã nằm trong tay bùi hậu một khi người muốn mình chết hắn không thể không chết nghĩ đến đây hắn không nói một lời đứng lên xuất kỳ bất ý đột nhiên hướng trụ ngọc bên cạnh đập đầu vào mọi người hoàn toàn bị một màn này làm cho khiếp sợ chỉ thấy đối phương trong phút chốc đã đầu rơi máu chảy cả người ngã xuống đất trên đầu có một lỗ thủng thật to toàn là máu thấy rõ đã dùng khí lực cực đại hộ vệ tiến lên xem xét thấp giọng bẩm báo nói bệ hạ đã chết chết dễ dàng như vậy lý vị ương lạnh lẽo cười sự tình không ổn liền giết người diệt khẩu đúng là ý kiến hay chỉ là tất cả đều sẽ dễ dàng như ngươi tưởng tượng sao sợ rằng không có đơn giản như vậy hoàng đế nhìn lý vị ương nói tề quốc công phủ chẳng những vô tội quách tiểu thư còn có công lao rất lớn nàng dám đứng ra khai báo gian tế đại lịch trẫm sẽ tứ thưởng trọng lễ nói xong hắn vỗ tay một cái liền có mười mấy cung nữ trên tay đều nâng một cái khay thượng diện dùng lụa đỏ che lại nhưng dưới ánh nến mọi thứ đều có thể mơ hồ nhìn thấy mọi người không khỏi sợ hãi hoàng đế ban thưởng lễ vật quả thật không giống bình thường lý vị ương nhẹ nhàng cười tạ ơn thần nữ đa tạ bệ hạ ân điển sau đó nàng liền trở lại vị trí của mình hoàng đế lại ban rượu ngon do cung nữ dân trên lý vị ương lần nữa tạ ơn tiện đà nâng chén nghển cổ uống cạn một hơi trong nháy mắt nàng cùng hoàng đế liếc nhau một cái trong đôi mắt hoàng đế chỉ lộ ra hàng ý không có một chút ý cười lý vị ương cười lạnh không chút để ý đối phương mặt mũi cứng rắn như băng rét lạnh như nước nhưng lý vị ương nhìn thấy kia lại ra sao càng tức giận bực bội càng muốn bảo trì tươi cười hoàng mỹ gã hoàng đế này khiếp nhược như vậy cười hay không cũng thế a lệ công chúa than thở một hơi nói tốt quá tốt quá vừa rồi thật là dọa chết ta liễu xuân tuyết này từ đâu tới vậy lý vị ương miễn cười nói ngươi thật hồ đồ mấy ngày nay nàng không phải luôn ở quách phủ sao a lệ nhíu mày như đang suy nghĩ muốn hỏi điều gì nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng không khỏi cuối người dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy cười nói thì ra là ngươi có mưu đồ từ trước lý vị ương lại cười nói trên đại điện này ai lại không có âm mưu bùi hoàng hậu có thể hại ta ta không thể lấy đạo của người trả ngược lại sao nàng nói tới đây trong lòng cũng xẹt qua một tia trào phúng nếu bùi hậu biết lãnh liên xinh đẹp kia giờ phút này đang ở trong biệt viện của thái tử không biết nàng sẽ lộ ra biểu tình như thế nào sợ rằng sẽ tức đến học máu bất quá hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất chờ đến thời điểm thích hợp nàng tự nhiên sẽ cho bùi hậu biết nàng ta đã phạm một sai lầm cực lớn lý vị ương trong lòng yên lặng nghĩ đến lãnh liên kế tiếp phải xem năng lực của ngươi rồi chơi tâm kế ngươi không bằng ta nhưng đối phó nam nhân ta tin tưởng ngươi sẽ có cách của mình nếu thái tử biết rõ thân phận của ngươi còn muốn lưu ngươi lại ngươi mới có đầy đủ giá trị lợi dụng nếu không ngươi bất quá cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi a lệ công chúa nhìn bùi hậu trong lòng có chút bất an ngươi nhìn đôi mắt đối phương kìa rõ ràng mỹ lệ như vậy nhưng lại giá lạnh như băng thật khiến người ta sợ hãi lý vị ương chẳng hề nhìn bùi hậu cũng không nhìn về phía thái tử đang bừng bừng phẫn nộ ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía doanh sở đang đứng yên ở đó không nói lời nào nàng biết kế hoạch này hơn phân nửa là do hắn làm doanh sở không phải ngu xuẩn cách của hắn đối phó người khác chưa hẳn thành công nhưng đối phó lý vị ương nhất định có hiệu quả bởi vì hắn biết nhược điểm của mọi người cũng biết tính đa nghi của lý vị ương chắc chắn sẽ đem lãnh liên giữ lại ở bên người để trông giữ nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến lý vị ương ngược lại còn đem lãnh liên đưa đến bên cạnh thái tử nhưng sự thật có ai có thể đoán được trong lòng lý vị ương đến tột cùng là đang suy nghĩ gì nguyên liệt xa xa nhìn lý vị ương nhẹ nhàng cười giơ ly rượu lên uống một cạn hơi tại yến hội này hắn là người hiểu rõ vị ương nhất nhưng lần này hắn cũng có chút không thấu được tâm tư nàng thái tử à thái tử nếu ngươi biết vị ương đem một người như thế nào đưa đến bên cạnh ngươi ở thời điểm trọng yếu sợ rằng quả bom này sẽ nổ banh xác của ngươi mà thái tử giờ phút này đang tràn đầy nghi ngờ nếu lý vị ương cố ý thiết kế tất cả nàng tất nhiên sẽ vạch trần chuyện lãnh liên đang ở trong phủ của mình nhưng vì sao nàng ta không làm như vậy chẳng lẽ nàng ta bất quá là tương kế tựu kế căn bản không biết Lãnh Liên mất tích ở nơi nào. Nếu không vì sao nhược điểm tốt như vậy lại không tiến hành lợi dụng? Chuyện này thật sự là nghĩ không thông. Chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là nàng cùng Lãnh Liên không phải thông đồng từ trước, hôm nay bất quá là vì tình thế bố trí nghi trận mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.